âm Y. Ok, tôi nói âm Y. Âm Y là âm giờ. Âm giờ. Khi mà các bạn muốn phát âm giờ cho nó chuẩn, à, phần đông là những bạn ở miền Bắc, khi mà nói à, tới âm giờ, các bạn hay đọc là giờ. À, và các bạn đọc nó giống như là âm gì. Thì khi mà muốn đọc âm Y cho nó chuẩn đó, âm giờ cho nó chuẩn, thì cái điều các bạn cần phải làm là cho cái đầu lưỡi của mình nó chống vào phía trong cái hàm răng ở phía dưới. Ok, Hà Cát nhắc lại. Cho cái đầu lưỡi của mình chống vào phía trong cái hàm răng ở phía dưới. Bắt đầu mở miệng ra. Thì cái thân lưỡi nó sẽ đưa lên. Dạ. Dạ. Yell. Yellow. You. Year. Youth. Ok. Khi mà các bạn chống cái đầu lưỡi vào cái phía trong hàm răng ở phía dưới đó, các bạn sẽ không có đọc được cái âm z. Tại vì chỉ khi nào mình không có cho cái đầu lưỡi vào ở phía trong cái hàm răng phía dưới, bạn mới đọc được âm z. Còn nếu mà cho vào, các bạn sẽ z, không có nào các bạn đọc được cái âm đó. Cho nên mình tránh đọc cái âm z thì mình sẽ đọc chuẩn được cái âm z. Ok, Tuấn Bèo được chưa? Nhớ. Cẩn thận. Dạ. Ok. Âm J. Chúng ta sẽ nhớ tới cái câu mà Hà Cát hay nói với các bạn. Chị tôi chưa có chồng. Nhưng mà nói theo cái giọng nặng một chút. Chị tôi chưa có chồng. Chưa. Job. Ch. Jane. Ok, đó là âm ch, nó giống như là âm ch nhưng mà nó ch mạnh hơn. Âm này nếu mà Hà Cát nói như là snow flower là nó giống âm th, thì các bạn sẽ thấy là à âm đó là âm ch trong tiếng Việt Nam là chờ 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 chóp thì nó không đúng. Ok, hoặc là nói như Jean Miro nói là âm âm tr tr đó thì nó cũng không đúng. Tại vì trong tiếng Việt Nam của chúng ta, khi mà chúng ta đọc cái âm đó thì các bạn dặn cái giọng ch. Ví dụ như các bạn nói âm ch thì là chị tôi chưa có chồng, chứ không ai nói là chị tôi chưa có chồng. Chúng ta không ai nói vậy hết trong cả ba miệng. Âm tr người miền Bắc đọc là chờ, ví dụ như là trong trắng. À, người miền Nam đọc là trờ, chứ là trong trắng. À, còn một số dùng thiểu số thì người ta đọc là trờ, có nghĩa là trong trắng. Nhưng mà các bạn cũng thấy nó không phải là âm chìa ở trong tiếng Anh. Thành ra không so sánh với âm của Việt Nam được, là tại vì âm này trong tiếng Việt Nam không có. Ok, các bạn cứ nghe Hà Cát nói âm ch, âm chờ của Việt Nam mình á, đọc dằn giọng nó xuống. Cong cái môi của mình lên. Chưa. Chưa. Là nó sẽ ra cái âm này. Đừng thắc mắc là cái lưỡi mình để đâu. Chưa tới cái phần technical đó đâu. Ok. Rồi còn ai nữa không? Phần 1 và phần 2. À, mình học âm Z rồi nên em mới dám hỏi cô hoặc các là em để ý thấy một số chữ có bắt đầu bằng chữ X. Ok. Học âm Z là âm Z. Ok. Học âm Z là âm Z. Hà Cát có nói là trong các phần notes. Ok. Ngày hôm nay Hà Cát sẽ nói tới ba cái chữ ở trong tiếng Anh. Three letters ở trong tiếng Anh mà nó không có mang âm của nó. Đó là ba chữ nào? Letter C, letter Q and letter X. Hà Cát nói ngày hôm nay sẽ nói tới, thành ra câu hỏi của bạn là đi trước rồi. Ok. À, vậy chữ test thì sao cô? Ý bạn nói là hai cái slanted line giống như vậy đó phải không, Quốc Huy? Hai cái slanted line giống như vậy phải không? Job.
Okay, slanted line là nó đứng cho khi mà chúng ta viết phiên âm theo American Heritage. Okay, khi mà chúng ta viết, ví dụ như là bạn Pin viết là okay, this is short I, thì chúng ta khi mà viết ra như vậy thì các bạn sẽ biết đây là cái ký hiệu phiên âm của American Heritage Dictionary. Còn nếu mà những bạn nào muốn phiên âm quốc tế thì IPA đó, thì thường thường người ta sẽ dùng ở trong hai cái bracket, ví dụ như thế này. Thấy sự khác biệt không? Của American Heritage chuyển về hai cái slanted line, hai cái gạch xéo. Của IPA chúng ta sẽ dùng mà trong cái bracket là hai cái giống như cái hình vuông vậy đó. Ok. Cho nên ở trong này khi mà Hà Cát đưa lên giữa hai cái gạch xéo như vậy có nghĩa đây là phiên âm của cái chữ đó. Âm short I sound. Nó giống như là âm I và âm E của Việt Nam mình. Có nghĩa là bạn bắt đầu bật từ chữ I và bạn hạ cái hàm xuống nó ra là yeah. Ví dụ như bạn muốn đọc cái chữ Ian, yeah, Ian, có nghĩa là y trước nè, rồi bắt đầu hạ cái hàm xuống Ian, chứ đừng có đọc là in, tại vì nếu mà các bạn đọc là in thì các bạn không có hạ cái hàm xuống. Khi mà Hà Cát nói cái hàm đó, Hà Cát nói về cái lower jaw là cái hàm dưới của mình. Đó là cái phần ở trong cái miệng của chúng ta mà có thể nhúc nhích được đó, đó là cái phần dưới, cái hàm dưới. Còn cái hàm trên chúng ta không có nhúc nhích được. Ok, cho nên khi mà Hà Cát nói tới cái chữ hàm, các bạn biết đó là cái hàm dưới, lower jaw. Thì khi mà chúng ta hạ cái miệng ra đó, thì các bạn sẽ nghe từ bắt đầu chúng ta bắt đầu ha, là cái khi mà cái hàm chúng ta ở cao nhất, có nghĩa là cái lưỡi của chúng ta nó sát với gần với cái phần cái lợi phía trên đó, thì các bạn sẽ thấy là y, các bạn sẽ bắt đầu bằng âm y. Từ từ khi mà các bạn hạ cái hàm của mình xuống thì cái âm nó sẽ thay đổi. Nó như thế này. Yeah. Các bạn thấy không? Yeah. Nó cái càng mở miệng ra bao nhiêu thì cái âm nó càng biến đổi bấy nhiêu. Chờ khi mà mở miệng ra hết đó, thì nó sẽ là A, nó sẽ là cái âm đó. Còn khi mà chúng ta ngậm cái miệng lại, chúng ta không có hạ cái hàm xuống đó, thì không cách nào các bạn đọc ra âm âm E hay là âm I, âm O hay là âm âm A được. Là tại vì khi cái hàm của chúng ta sát cái trên đó các bạn, chúng ta chỉ phát ra được một âm đó là âm I mà thôi. Thử đi, các bạn sẽ thấy. Có nghĩa là mình không hạ cái hàm xuống. Bây giờ mình thử đọc âm A, không cách nào mình đọc ra được hết. Là tại vì cái miệng của chúng ta nó theo cái cách mà chúng ta để cái hàm ở dưới y thì chỉ có y thôi. Chứ khi mà các bạn để vậy mà các bạn đó mà đọc âm A, không cách nào các bạn đọc được. Hiểu không? Cho nên khi Hà Cát nói mà chúng ta phải hạ cái hàm xuống thì bắt buộc chúng ta phải hạ cái hàm xuống, chúng ta mới đọc được cái âm short i sound. Hiểu chưa? Ok, alright. Rồi âm short u sound. Âm short u sound nó là âm ơ. Ok, nếu mà đọc lẹ thì nó sẽ ra là chữ ớ của Việt Nam mình. Còn nếu mà đọc chậm thì nó sẽ là âm ơ. Trong hai trường hợp chúng ta sẽ nói tới đó là cup và curb. Khi mà hai các đọc mau cái chữ vẫn là âm short u sound là âm ơ. Trong cái chữ thứ nhất, cup, thì các bạn nghe nó gần như là cái chữ cup của Việt Nam mình đó. Cup. Còn cái âm phía sau nó vẫn là âm ơ, nhưng mà họ cắt kéo dài cái nguyên âm ơ cup. Thì các bạn ở sao cái âm đó nó nghe giống như âm ơ của Việt Nam mình. Ok. Rồi chữ good là âm short u hay là âm long u? Ok. Thứ nhất, khi mà các bạn nhìn vào một trong một cái chữ, các bạn không cần phải đi hỏi Hà Cát. Các bạn có thể làm cách nào để tìm ra được âm đó là âm lón ư hay là âm đó là âm short ư? Tra từ điển. Tại sao? Tại sao chúng ta tra từ điển? Tại sao chúng ta tra từ điển các bạn? Đúng, thứ nhất là mình tra từ điển một lần mình sẽ nhớ rất là lâu. Rarely các bạn thấy rất là ít khi nào mà Hà Cát phải tra lần thứ hai, là tại vì Hà Cát chỉ cần tra một lần thôi, Hà Cát biết cái cách phiên âm của cái chữ đó rồi, Hà Cát không cần phải tra lại lần thứ hai. Người Mỹ họ có dùng từ điển hay không là không các bạn. Các bạn nghĩ ra người Mỹ họ có dùng từ điển hay không?
là có. Người Mỹ họ nhìn vào tất cả mọi chữ trong tiếng Anh, họ có biết đọc không các bạn? Không, họ cũng giống như chúng ta thôi. Có nghĩa là gặp một cái từ rất rất là lạ, họ cũng sẽ không biết cái từ đó có đọc như thế nào. Cho nên họ mới mở từ điển ra. Họ mở từ điển ra để làm gì? Họ nhìn cái gì ở trong từ điển các bạn? Họ đọc phiên âm. Bởi vậy ở trong từ điển mới có phần phiên âm. Nhớ là quyển từ điển là họ mở, họ viết ra cho người Mỹ. Chứ không phải là từ khi mà Hà Cát vào trong Paul Talk này, cái tự dưng cái American Health thế họ viết nguyên một cái quyển từ điển mới để cho Hà Cát dùng chơi giúp cho những người Việt Nam. Không phải. Đây là quyển từ điển của người Mỹ họ dùng. Các bạn thấy rõ ràng không? Bởi vậy cho nên người nào mà nói với các bạn là Mỹ họ đâu có bao giờ nhìn vào trong phiên âm để mà họ đọc phiên âm. Tại vì người đó không phải là người Mỹ, tại người đó không có giờ dùng từ điển. Thành ra không thể nói chung chung là tất cả mọi người Mỹ họ không dùng từ điển. Từ nhỏ hay các học học đi học luôn luôn phải dùng từ điển. Đó là học Mỹ chứ đâu phải học Việt Nam đâu. Rồi khi lên tới đại học cũng vậy, tất cả mọi người ở trong ngành đều đều những người đó là đã là học bao nhiêu năm trong đại học rồi, vẫn dùng từ điển như thường. Mở ra coi cái chữ đó đọc như thế nào, tại một cái chữ hoàn toàn mới chưa bao giờ thấy thì làm sao mình có thể biết được để mà đọc. Tại vì trong tùy cái trường hợp, ví dụ có người nói là ví dụ các bạn phải đi tìm cái người nào họ biết đọc. Ví dụ như học tới một cái ngành rất là cao rồi không có người nào họ biết đọc mà chính mình là cái người phải đi tìm để coi thử, thì các bạn nghĩ rằng mình đi hỏi ai? Phải không? Thành ra mình là người lớn rồi. Mình là người lớn rồi. Mình có thể hiểu được cái câu mà các nghe các bạn hỏi nhiều nhất là câu gì? Hà Cát ơi, ví dụ gặp một cái từ mà mình chưa bao giờ thấy, một cái chữ nó rất là khó, thì làm sao mình đọc được? Giống như chẳng hạn như bạn phơ phới ở trong đây đang viết lên cái chữ đó, có spell cho các bạn nghe, ok, UNDRSTAND. Thì khi mà gặp những cái trường hợp như vậy, bây giờ cái chữ này ok, UNDERSTAND, mình mở từ điển ra. Rồi cái mình coi thử các phiên âm ở trong đó. Các bạn nghĩ rằng mình có thể đọc được cái chữ đó không? Mà không cần người khác. Khi mà các bạn học phiên âm xong rồi đó, bây giờ chúng ta còn đang thiếu một số chữ nữa. Nhưng mà khi mà các bạn nghĩ rằng mình học hết phiên âm rồi đó, các bạn có thể tự tin bằng cách là mình mở quyển từ điển ra, mình coi các phiên âm. Không cần mở lên nghe các bạn ha. Mình nhìn vào cái cách phiên âm. Các bạn nghĩ rằng mình có đọc được hay không? Chắc chắn được. Very good bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bạn họ đọc được. Nhưng mà những người mà họ không có học phiên âm thì họ có đọc được hay là không? Đó là tại vì bạn không học phiên âm thôi. There you go. Đó là cái sự khác biệt giữa cái người học phiên âm và cái người không học phiên âm. Các bạn hiểu không? Bởi vậy cho nên khi mà những người nào nói rằng các bạn vào thêm một cái chữ rất là lạ, các bạn không cách nào các bạn đọc được hết, các bạn phải đi tìm một cái người nào đó để đọc giùm các bạn. No. No các bạn. Chính các bạn sẽ đọc được. Ok. Chỉ cần các bạn làm sao mà luyện được cái phần khi mà nhìn cái ký hiệu nào đó, mình phải đọc ra cho nó chuẩn. Có vậy thôi. Khi mà âm A và âm E có phải là A đọc xuống giọng đúng không? Thường thường ở trong chữ system ấy, chẳng hạn như cái chữ tam. Ok, tam. Đây là short A sound. Cái chữ tame, long A sound. Thì khi mà Hà Cát đọc hai cái chữ này, sis nghe Hà Cát xuống giọng hay là lên giọng? Tam, tame. Xuống hay là lên? Lên hả? Lên nó như thế này nè. Thém, thém thì nó mới lên. Còn thêm, thêm lên chỗ nào được bạn? Bằng nhau là nó vậy nè. Thêm, thêm đó là bằng nhau.
Các bạn thấy không, chúng ta nghe mà còn chưa nhận ra được là nó lên hay nó xuống nữa. Nó đi xuống các bạn. Và nhiều tất cả mà cái âm I am. Em. Chứ không phải I am. Em là đi lên đó. Em là đi lên. Chúng ta có đọc là em đi lên hay không? Đấy. Khi nào chúng ta đọc đi lên? Khi mà chúng ta học thì intonation, lúc đó là các sẽ giải thích cho các bạn. Hiện tại bây giờ cái đó ra ngoài khỏi lớp rồi. Ok, rồi. Còn ai thắc mắc gì nữa trong phần 1 và phần 2? Nếu không hà có bắt đầu cho bài thi đó. Từ điển của em khi tra nó thêm ký hiệu hình ô vuông, đó là lỗi của máy hay là do ký hiệu của từ điển? Hình như là của máy đó, Đào Thanh Nhân. Bạn có thể email về email của ESL rồi MT Hot sẽ giúp cái phần đó cho bạn ha. Em cho họ sẽ có một cách nào đó ha. Các có thấy một số các bạn cũng email và hỏi vấn đề này, thì em chỉ hết đã chỉ cho các bạn đó phải làm như thế nào thì các bạn sẽ nhìn ra rõ ràng được. Đấy. Sao em đọc đúng theo âm rồi nhưng khi nghe từ điển đọc đôi khi em thấy họ đọc khác. Có thể là tại vì họ kéo dài hay là họ đọc ngắn. Tại vì đôi khi chúng ta đang học, các bạn nhớ ha, chúng ta mới có học cái phần căn bản thôi. Đấy, chúng ta mới có đọc phần căn bản. Hà Cát chưa có nói về khi nào chúng ta gặp những cái âm mà chúng ta đọc và kéo dài hay là ngắn. Tại vì những cái chữ thí dụ như thế này. It's okay. Bạn cần có lo ha. Ví dụ như đây là âm A. Rõ ràng Hà Cát đọc là A. Nhưng mà khi đem vào trong chữ Hà Cát đọc là big. Nó ngắn. Và đem vào cái chữ này name. Vẫn là âm A nhưng mà Hà Cát đọc dài. Và các bạn sẽ thấy cái âm nó hơi bị nhạt mũi một chút xíu. Aim, giống như là hôm qua Gamer đã có hỏi về Hà Cát, ủa tại sao khi nghe cái chữ này có vẻ giống như mình đọc sai. Không phải đọc sai, nhưng mà tại vì nó bị ảnh hưởng cái ending sound. Bạn thấy cái âm back nó vẫn là âm A nhưng mà ở phía sau của nó là âm k. Còn cái chữ name phía sau của nó là âm n. Âm dài âm. Bởi vậy cho nên khi mà các bạn thấy cái trường hợp mà nó có những cái ending sound, nó sẽ ảnh hưởng cho cái nguyên âm. Và cái đó chúng ta có nói qua rồi phải không? Mới nói sơ sơ thôi về cái vấn đề mà các âm nó ảnh hưởng cho nhau. Assimilation. Phát âm sai có ảnh hưởng đến việc giao tiếp không? Không. Phơ phới. Nếu mà mình phát âm sai đó, người ta đâu có hiểu mình đang nói cái gì đâu mà ảnh hưởng hay là không ảnh hưởng. Bạn hiểu không? Chứ dụ như bây giờ bạn nói bình thường đi, bình thường thôi ha. Chúng ta nói chuyện Việt Nam với nhau, tiếng Việt Nam với nhau. Ok, Hà Cát nhìn con bò, các cái kêu đó là con cá. Trời ơi, con cá nó ăn xương ở ngoài kia quá chừng luôn. Nhưng mà thật sự đó là con bò nó đang ăn cỏ. Hoặc là Hà Cát gặp một cái cô nào mà rất là nhìn rất là đẹp chẳng hạn vậy ha. Hà Cát chửi cái cô này có dẹp quá đi. Thì bạn sẽ thấy là Hà Cát đọc sai. Người ta đẹp mà Hà Cát kêu là người ta dẹp, thì các bạn sẽ thấy người ta có hiểu được mình đâu mà có vấn đề hay là không có vấn đề, phải không? Rồi. Rồi, tại sao từ điển Cambridge phiên âm khác từ điển The Dictionary? Thế cô chỉ dụ từ từ hat, còn kia là hat. Hà Cát nói rồi, một số từ điển người ta dựa theo phiên âm của quốc tế, đó là của IPA. Khi mà các bạn nhìn vào IPA đó, phần đông các bạn học ở bên Việt Nam dùng các từ điển phiên âm theo IPA. Và khi mà các bạn học theo phiên âm của IPA thì có rất là nhiều cái vấn đề mà những người họ dạy các bạn Anh văn họ không nắm vững. Cho nên họ không có thể trả lời và giải thích cho các bạn rõ ràng được. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta học tới âm P, âm T và âm K thì Hà Cát có nói cái vấn đề mà người ta hiểu lầm cái âm hát mà có lũy thừa ở trong đó, các bạn còn nhớ không?
Các bạn còn nhớ không? Tại vì khi mà học IPA mà chúng ta không nắm vững được các ký hiệu phiên âm nó đứng cho cái gì, thì cái âm hát lũy thừa đã đứng cho aspiration rõ ràng. Nhưng mà những người đó họ không hiểu ra cái điều đó và họ nói với các bạn à, âm T trong tiếng Anh đọc giống như là TH trong tiếng Việt. Cái điều đó là sai hoàn toàn. Âm P ở trong tiếng Anh người ta nói là à đó là âm P, P phở trong tiếng Việt. Cái này cũng là sai hoàn toàn. Âm K ở trong tiếng Anh họ nói à đó là KH ở trong tiếng Việt. Các bạn cũng thấy cái điều đó là sai hoàn toàn. Phải không? Là tại sao họ không biết cái letter H viết cách lũy thừa nó đứng cho cái gì hết. Tại vì họ chưa có nắm vững về cái vấn đề IPA, thành ra họ không giải thích cho các bạn được. Rồi đó, Snowflower nói rõ ràng là trước giờ em toàn học thế. Có nghĩa là có người nào đó dạy bạn như vậy phải không? Thì cái người đó họ chưa có nắm vững về cái phần IPA. Cho nên khi mà họ dùng IPA họ giải thích cho các bạn mà họ không giải thích cho rõ ràng mà họ giải thích sai lầm. Thành ra các bạn cứ cứ nghe như vậy và các bạn bị loạn. Bởi vậy cho nên khi mà Hà Cát biết được cái điều đó thì Hà Cát mới nói các bạn dùng cái cách phiên âm của American Heritage đi, nó dễ dàng hơn cho các bạn. Tại vì nó rất là simple, nó rất là đơn giản và nó dễ dàng cho các bạn có thể nhận ra được. Rồi, đó là lý do tại sao Hà Cát nói các bạn dùng từ điển này thôi. Còn nếu các bạn nhất định khăng khăng là các bạn không muốn dùng, it's okay. Hà Cát nói đi nói lại rồi, không ai bắt buộc các bạn hết. Thì Hà Cát nói rồi đó bạn, cái chữ H mà lũy thừa đó nó đứng cho aspiration, có vậy thôi. Có nghĩa là khi mà âm P mà có cái lũy thừa thì các bạn sẽ đọc là P, có nghĩa là a puff of air, a puff of air, cái hơi của mình nó thổi ra. Còn âm T cũng vậy, chứ không phải là T ở trong đây có nghĩa là TH đâu, nhưng mà nó là tan, tum, tummy. Các bạn sẽ thấy là mình có cái sự thổi hơi ra, đã so. Nó là aspiration. Đúng rồi, hiểu kỹ một cái sẽ giải thích được cái kia. Thì khi mà các bạn nhìn vào như vậy thì các bạn sẽ hiểu được là tại sao từ trước tới giờ mình bị hiểu lầm. Từ đâu mình bị hiểu lầm là tại vì cái người nào đó họ giải thích cái IPA cho mình, họ giải thích không có rõ ràng. Cho nên mình bị hiểu lầm từ cái đó. Thường nói chuyện với người nước ngoài có giúp phát âm tốt hay không? Phô với bạn hỏi hơi xa cái vấn đề, các mới giúp cho các bạn cái khóa luyện âm thôi. Đây là lớp kindergarten. Mới có học A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Chưa có gì hết. Thành ra giao tiếp với người nước ngoài, các nghĩ là hơi sớm. Hà Cát đã nói ra, Hà Cát coi tất cả các bạn ở trong này là những người mới bắt đầu học Anh văn. Ok. Rồi. Được chưa? Còn những cái phần mà linh tinh gì 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 whatever, những cái gì mà cái học Anh văn thế nào hay là học vocabulary làm sao, học grammar thế nào, để cái lần sau khi mà Hà Cát lên lớp, khi mà chúng ta không phải là trong khóa luyện âm, Hà Cát trả lời cho các bạn. Còn hiện tại bây giờ chúng ta đang trong khóa luyện âm. Hà Cát chỉ hỏi là các bạn coi lại trang 1, phần 1 và phần 2, không phải là trang 1, trang 2 mà là phần 1 và phần 2. Các bạn coi có thắc mắc gì không thì các bạn hỏi hoặc có trả lời. Còn tất cả những cái gì linh tinh ở ngoài hai cái phần đó thì để hôm khác chúng ta sẽ nói sau. Rồi đúng rồi, Hà Cát đã nói rõ ngay cái từ buổi đầu rồi đó Khanh. Nhưng mà Hà Cát thấy rằng lý do tại sao Hà Cát nói là tại vì hôm qua trong lớp của FUC đó có một số người vẫn cứ khăng khăng là nhất định là phải học IPA. Tại sao không học IPA mà tại phải đi học cái gì khác làm gì? Và trong lớp của FPOC các bạn biết là FPOC cũng giống như Hà Cát luôn luôn nói với các bạn, khuyến khích các bạn là dùng American Heritage Dictionary. Nhưng mà cái người bạn đó cứ nhất định là học IPA ra học IPA, thì Hà Cát nói nghĩ rằng trời ơi là trời, muốn thì bạn đó cứ việc mở một cái room riêng của mình rồi đi ra ngoài đó là hô hào tất cả mọi người hãy theo tôi và học theo cách của tôi, cần gì phải vào trong đó để cãi với FPOC làm gì? Hiểu không? Đó là lý do tại sao có nhiều người cứ hỏi là tại sao phải IPA, tại sao phải IPA. IPA là cái quyển, nó là cái quyển sách gối đầu của Hà Cát mà, tại vì đó là cái điều mà Hà Cát bắt buộc phải học. Nhưng mà Hà Cát thấy rằng nó không cần thiết cho các bạn, cho nên Hà Cát nói thôi học American Heritage đi cho nó dễ.
Ở Việt Nam có bán từ điển American Heritage, chắc có bán đó bạn. Bên đây họ cũng dài lâu lắm rồi. Exactly. Ok, rồi. Còn thắc mắc gì nữa không? Phần 1 và phần 2. Rồi thi nha. Your first assessment. Không thấy thì vào trong ở đây đó các bạn, đâu cần phải mua đâu. Ở trong ESL đã gửi tặng các bạn free hết rồi, miễn phí hết rồi. Cần gì đâu mà phải mua làm gì cho nó tốn tiền. Online cũng được, còn nếu không muốn cài vào máy vi tính đó, thì viết email về rồi các bạn nhận được free, đâu cần phải tốn tiền mua làm gì đâu các bạn. I'm W. Ok, W. W. Ok. Như thế này. Chúng ta bắt đầu nó từ là con gà, âm G. Âm G giống như con gà vậy đó, G G G. Go. Ok. Nhưng mà trước khi bạn đọc cái âm W thì bạn u cái miệng lại. Có một bạn hỏi u có phải giống như là chu cái miệng hay không? Cũng giống như là khi mà các bạn phát ra âm u ở trong tiếng Việt Nam đó. Các bạn muốn gọi cái đó là u cái miệng hay là chu cái miệng hay là sao sao đó thì đó tùy các bạn. Nhưng mà cái miệng của mình giống như là khi mình phát cái âm u của Việt Nam đó thì cái miệng của bạn làm sao thì các bạn làm y chang vậy. Và bạn phát ra âm g. U cái miệng trước rồi phát ra âm g. Nó sẽ là w. Và chúng ta sẽ nghe we. W, w, w. Wet. Nó khác với cái chữ get. Get là g, g, g con gà nè, g, g, g. Get. Còn đáp với là w, w, w. Wet. Ok chưa? Rồi xong. Ok, còn ai thắc mắc nữa không? Nhờ cái chút âm g. Xíu Xuân đồng nội có đọc được con gà không? Trong âm g trong tiếng Việt Nam mình có một con gà đó. G, gà, vậy thôi. Làm sao mà gà mà lẫn lộn với âm chờ được. Gà mà. Các bạn đừng đừng có tự mình làm khổ mình. Âm g nè ha. G nè. Tiếng âm nè. Con gái. Gạo. Gõ. G, g, g. Go. G, g. Âm g đó. Sis nắm vững cái âm g chưa? G, 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 đọc nó g, ok, nắm vững là âm g rồi, thì không lẫn lộn với âm j được. Ch, job. Mấy cái bài trước em bỏ không được, ok. Đôi lúc em lại nghe thành C là sao, May, May 10. Bạn nghe cái gì thành C? Bạn nghe cái gì thành C? À, cái chữ go và đọc thành ra là go. Ok. Bây giờ các hỏi mày ha, mày nghe cái câu này, mày có thấy nó đúng hay nó sai? Ok. Con chó sủa câu câu. Rồi sáng sớm chúng ta đi gâu. Bạn có thấy cái gì nó khác biệt không? Sai cái gì hả? Các sai cái gì? Nghe lại nha. Con chó nó sủa câu câu. Buổi sáng chúng ta sẽ đi gâu. Đó là Hà Cát nói âm tiếng Việt cho bạn nghe đó. Thì các bạn thấy rất là rõ ràng từ cái chữ câu và cái chữ gâu nó khác nhau phải không? Thì làm sao mà chúng ta lẫn lộn được các bạn? Ủa Hà Cát nó hiểu lầm. Bạn viết rất là rõ ràng ở trong đây. Ok, là bạn nghe cái chữ go thành ra cái chữ câu. Nè, go nè, thành ra cái chữ câu. Hoặc bạn viết rõ ràng mà.
IPA viết phiên âm sao Hà Cát đâu biết đâu. Hà Cát nói là phiên âm IPA nó nằm ở trong hai cái bracket line, bạn đâu có với ai bracket line sao Hà Cát biết đó là phiên âm. Rồi. Ok. Còn ai thắc mắc gì nữa không? Thói quen học từ trước mà cô. Dạ Hà Cát Spring hiểu rồi đó. Tại sao mỗi một năm Hà Cát lên khóa luyện âm có lần. Mỗi một lần lên đó là sút mất khoảng chừng ít nhất là 10 pound. Là tại vì thời giờ bỏ ra để mà soạn bài, thời giờ ra lên để mà cãi lộn với các bạn nữa. Năm nào có vậy hết, vậy đó là lý do tại sao mỗi một năm Hà Cát chỉ lên được có một lần mà thôi. Các bạn thấy là khi mà cô HK lên giúp các bạn đó, các bạn thấy cách đây là khoảng mấy tiếng rồi. Khi mà cô HK lên giúp các bạn cách đây mấy tiếng? Khoảng 3 tiếng hả? Ok. Vậy FPOC khi mà lên giúp các bạn cách đây khoảng mấy tiếng? Hồi nãy Hà Cát hỏi ngày hôm nay đó. Là khi mà FPOC lên giúp các bạn làm khoảng mấy tiếng? Hà Cát không không họ hàng gì với cô Tiểu My hết. Tất cả các bạn anh em ở trong này, Hà Cát gọi là anh hai hay là anh ba hay là chị hai chị ba gì đó, là tại vì quen biết ở trong này mà gọi thôi, chứ Hà Cát hoàn toàn không biết những người đó ở ngoài, cho nên không có họ hàng quen biết gì hết. Có họ thì chắc là đầu là động trời thôi. Ok. Bởi vậy cho nên FVOC dựng lớp cách đây khoảng chừng 9 tiếng phải không các bạn? Rồi cô HK giúp các bạn cách đây khoảng chừng 4 tiếng, mà cả hai người giúp Hà Cát đều ngồi đó Hà Cát nghe. Mà bây giờ Hà Cát đã lên lớp với các bạn thì các bạn biết là Hà Cát ngủ được mấy tiếng. Mà cứ mỗi một tuần mà làm như vậy thì các bạn nghĩ rằng Hà Cát không xúc 10 pound là ít đó. Nhưng mà nếu mà không theo dõi để mà nghe các bạn là các bạn có tiếng hay là không, thì làm sao mà Hà Cát có thể hết lòng để mà có thể giúp các bạn được. Cho nên khi mà Hà Cát nói mỗi một năm Hà Cát chỉ có thể lên một lần, đó là lý do tại sao. Tại vì Hà Cát không, như Dũng rồi, câu nói đúng là tổn thọ rất là nhiều. Không, Hà Cát không theo dõi đâu các bạn, Hà Cát không theo dõi đâu. Hà Cát gọi là muốn assess my students, không phải assess, nếu mà gọi là student thì cũng đúng, các bạn thật sự không phải học học sinh của Hà Cát. Hà Cát chỉ muốn coi thử coi cái sự tiến bộ của các bạn tới đâu thôi. Hà Cát đâu cần phải làm gì để mà theo dõi các bạn làm gì, nhưng mà Hà Cát có thể muốn coi thử là các bạn học như thế nào, tiếng như thế nào, hay là cái điều gì không hiểu hay gì đó, để mà Hà Cát có thể giúp các bạn. Chứ còn Hà Cát không có theo dõi để mà làm gì ai đâu. Hà Cát thật sự không có cái vấn đề đó, không có nhiều giờ như vậy. Nhưng mà Hà Cát nghĩ rằng cái thời giờ mình bỏ ra đó thì ít nhất là mình sẽ giúp cho các bạn hết lòng hết sức của mình. Vậy thôi, chứ còn thật sự ra khi Hà Cát nói là các bạn tiếng hay không tiếng, cái đó là mỗi quyền riêng của mỗi người, nhưng mà Hà Cát phải làm hết cái sức của Hà Cát trước đã. Rồi các bạn có tiếng hay không tiếng đó là quyền của các bạn. Các bạn hiểu ý cái Hà Cát nói không? Đó là cái lương tâm của một nhà giáo, là thường thường là như vậy. Ở ngoài cũng vậy, khi mà Hà Cát đi dạy, Hà Cát phải dạy hết cái sức của mình trước đã. Rồi cái nghĩa là giúp các những người học sinh đó phải giúp hết cách của mình, đã hết cỡ của mình, hết sức của mình. Rồi những người đó họ có muốn học hay không đó là quyền của họ. Alright, ok, rồi chúng ta sẽ trở lại cái phần một và phần ai. Còn ai tiếp tục nữa không các bạn? Còn ai thắc mắc nữa không cho Hà Cát bắt đầu hỏi để các bạn làm quen. Chúng ta chưa có tới âm đó là âm nhưng mà chúng ta chưa có tới cái phần này. Ok, âm đó nó khác với cái âm mà bạn đưa lên nha Hoàng Trang. Âm các bạn đưa lên là âm air, chúng ta cũng chưa tới học tới phần này. Em muốn nghe mấy bài đầu cô dạy hồi nãy Hà Cát đưa cái link lên cho bạn rồi đó bạn. Bạn vào cái link đó rồi bạn có thể coi được tất cả những cái bài Hà Cát dạy một tuần trước. Bạn vô không được, cái đó là YouTube đó, mà không vào không được thì Hà Cát chịu thua thôi, cái đó là YouTube đó. Cô
Em hỏi cô, em hỏi cô ơi. Cô em hỏi cô ơi, có nghĩa là cô có bạn đang hỏi hay khác đó hả, hay là bạn hỏi? Hà Cát nói với có tạm về âm W từ hôm qua rồi. Ok. Trong tiếng Việt Nam có chữ cu u đó. Tùy từng vùng chúng ta nói. Nếu mà Hà Cát nói với bạn là yes, đúng là W là xem như từ cu u ở Việt tiếng Việt, thì chẳng hạn những người mà hỏi tiếng Việt và họ nói đúng cái âm đó, chẳng hạn như là qua hay là quan, thì nếu mà họ gặp cái chữ mà W mà họ đọc là của, ví dụ như là cái chữ quét mà họ đọc là quét, thì như vậy là Hà Cát lại có lỗi phải không? Tại vì Hà Cát nói mà nói sai. Nhớ là âm của ở trong tiếng Việt của chúng ta mỗi một vùng đọc khác nhau. Ví dụ như là âm của đọc đúng chuẩn đó thì nó là của, là qua hay là quang hay là quách, nhưng mà người miền Nam họ đọc là quờ, như vậy là quở hay là quýnh. Nhưng mà các bạn thấy trong tiếng Việt Nam không có cái âm đó, người ta không có dùng cái âm nào, cái phiên âm nào cho cái gì đó hết. Dù là chúng ta nói trời ơi mấy cái có quýnh lộn quá chừng luôn, nhưng mà chúng ta vẫn dùng cái chữ như thế này. Ok, bởi vậy cho nên các nói với các bạn rồi, khi mà gặp khi các bạn nói tới âm W, các bạn cứ nghĩ tới con gà, âm G đó. Trước khi phát ra âm G, các bạn u cái miệng lại thì các bạn sẽ thành ra cái âm W, khỏi cần thắc mắc gì nữa hết. Rồi lại có người hối nữa rồi, làm ơn đừng làm mất giờ giảng của bài giảng của A Cá thôi, chúng đi. Rồi, xong chưa? Rồi, hạnh phúc cho đêm đâu. Mấy hôm này các cứ nói qua rồi, sao các bạn còn cứ kêu lặp lại hoài. Ok. Rồi, những các bạn nào mà không có nghe được những cái bài giảng trước đó, đi ngủ đấy bạn. Ok, những bạn nào mà vào trong lớp mà kêu buồn ngủ quá, các mời bạn đi răng đi ngủ ngay lập tức. Tại vì mà khi mình vào trong lớp có nhiều người đang nằm ở trong đây để mà nghe, trong khi Hà Cát phải thức dậy sớm để mà vào để mà giúp cho các bạn, thì thấy Hà Cát tính như vậy hơi unfair một chút. Các bạn nằm đó mà các bạn trời ơi ngủ quá đi, đi ra đi. Rồi, còn ai thắc mắc nữa không? Ở bên đây cũng còn sớm, nhưng mà như Hà Cát nói, các bạn Hà Cát mới ngủ được có khoảng 2 3 tiếng thôi ha. Ok. Có vài điều góp ý, bạn muốn lên đây cầm cái microphone góp ý liền hồi giờ không? Hà Cát sẵn sàng nghe, Hà Cát cần cần nghe khoảng chừng vài phút để Hà Cát cho các bạn trong này thư giãn chút xíu. Hà Cát nói với thằng engineer là mỗi khi lên khóa luyện âm Hà Cát bị sút tới cả 10 pound mà. Khỏe chứ thế nào đẹp mà khỏe. Rồi bạn có muốn gọi vào cho Hà Cát để mà nêu cái ý kiến của bạn không? Hay là chúng ta học tiếp? Ok, các bạn có muốn cho bạn Thanh Tuấn gọi vào để mà nói ý kiến của bạn đó không các bạn? Ai muốn thì nói là muốn, ai không muốn thì nói là không muốn. Không, em không muốn nghe. Thôi mà cho bạn đó lên nói chút xíu thấy được không? Cho bạn đó lên nói khoảng khoảng vài phút cho Hà Cát uống miếng nước được không? Vậy được không? Ok ha, rồi rồi bạn gọi giờ cho Hà Cát đi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, bạn nhớ uống lưỡi 17 lần trước khi nói nha. Là tại vì nếu mà bạn gọi vào mà bạn nói lung tung linh tinh gì đó là thế nào các bạn ở trong này cũng la ó. Rồi, Thanh Tuấn gọi vào đi.
17 lần. Mọi lần thì các bạn chỉ cần nói mà uống lưỡi 7 lần thôi, nhưng mà ngày hôm nay kiểu các bạn thấy ở trong đây đá sẽ có rất là nhiều nếu mà các bạn rụt quá không chấm nói. Ok thôi là tiếp nha. Ok. Tội nghiệp quá. Ok. Bây giờ các bạn coi nha. Hà Cát đưa lên một vài chữ. Hà Cát muốn các bạn nghe và các bạn với cách phiên âm. Ok. Cái từ thứ nhất Hà Cát muốn các bạn chỉ cách phiên âm day. Ok, sai rồi. Một số các bạn sai rồi. Ok. Viết cách phiên âm. Ok. Âm ở chúng ta nghe đây là âm d cộng với âm a. Thì chúng ta sẽ viết lên d a day. Có vậy thôi. Âm giờ chúng ta học qua đó là âm giờ. Chúng ta không có đọc là day giờ. Thành ra chúng ta không có viết cái âm giờ ở trong đó được. Okay. Học xong khóa luyện âm bắt buộc phải có cái sự phản ứng rất là mau lẹ khi mà nghe âm. Đó là chúng ta nhận ra âm. Alright, bắt đầu viết cho Hà Cát cái phiên âm của cái chữ ly. Very good. Okay. Viết cho Hà Cát cái phiên âm của cái chữ lie. Very good. Viết phiên âm cho cái chữ word. Âm này hơi khó. Word. W. U. D. Word. Có một số các bạn viết sai. Các bạn dùng short u sound là ờ, không phải là ờ, mà nó là word. Word, đúng rồi, nó là short u sound. Very good. Ok. Viết cho Hà các phiên âm của cái chữ woo. Woo. W. U. Woo. Very good. Nhận âm rất là giỏi. Viết cho Hà các cái chữ go. G. O. Go. Very good. Ok. Cách phiên âm của chữ hen. H-E-N, hen. Very good. Okay. Viết phiên âm của chữ team. T-E-M, team. Đúng rồi. Chúng ta phải có cái sự phản ứng rất là mau lẹ như vậy. Cái phản xạ, hình như các bạn dùng chữ phản xạ phải không? Nghe âm nào và nhận ra ngay âm đó. Ok. Viết dùm cho Hà các cái chữ that. Cách viết phiên âm của chữ that. Good. Ok. Cách viết phiên âm của chữ been. Đúng rồi. Ok, bây giờ nghe lại. Bây giờ nghe lại. Ok. Cho Hà Cát bất cứ một cái chữ nào với âm A. Bất cứ một chữ nào bạn có thể giới được có âm A. Very good. Ok, không có người nào sai hết. That's very good. Ok. Chỉ cho Hà Cát một cái chữ nào có âm U. Long U. Good. Ok. Được. Rồi bạn viết cái chữ bus. Bus làm sao mà long U ở trong này được bạn? U. Mà viết chữ bus làm sao mà ra được hai chữ khác nhau mà. Coi lại cái note của mình đi. Ok, coi lại cái notes của mình. Khi mà Hà Cát nói vậy có nghĩa là các bạn dở lại cái các notes của mình nó coi lại. Very good, phần đông các bạn biết đúng hết rồi. Ok. Cho Hà Cát bỏ âm short u sound. Short u. Bất cứ chữ nào. Sai rồi ha, những bạn nào mà biết là âm short u là viết sai. Short u, chứ không phải là short u.
Ok, những bạn viết đúng nè là would, look, could, đó là những bạn viết đúng. Còn những nào bạn nào viết là cut hay là but là các bạn viết sai đó. Đó là short u sound hoặc các nói short u sound. Short u. Nó khác với short u. Thấy rõ ràng không? Ok, những bạn nào thấy là mình hơi lẫn lộn cái chỗ đó, các bạn coi lại, về coi lại hai cái phần đó. Đấy. Cho nên khi mà chúng ta làm những cái quick assessment như vậy, các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng mình đang yếu cái chỗ nào. Có nghĩa là các bạn vẫn chưa có phân biệt được short u sound và short u sound. Âm short u nó là trong những cái chữ như là up, hay là cup, hay là cut, hay là heard, sound. Còn short u sound nó là ua, nó là hai âm ở trong đó. Look, chứ không phải là let. Các bạn nghe rõ phải không? Good, chứ không phải là gut. Nếu mà gut, nó sẽ ra như thế này. Good. Nó không phải là good. Alright, cho nên những bạn nào mà lẫn lộn ở đó, coi lại ở đó. Ok, rồi cho Hà Cát hỏi tiếp. Trong tiếng Anh có ba âm khi mà đứng đầu một chữ, chúng ta phải có cái sự thổi hơi ra aspiration. Đó là ba âm nào? PTK rất là giỏi. Ok. Trong tiếng Anh có hai âm trước khi chúng ta phát ra, nó khác với tiếng Việt là chúng ta phải u cái miệng lại, đó là hai âm nào? Âm W và âm O, giỏi lắm. Ok, rất rất là giỏi. Ok. Khi mà chúng ta phát ra âm L, cái đầu lưỡi của chúng ta mềm hay là cứng? Khi phát ra âm L, đầu lưỡi chúng ta mềm hay là cứng? Mềm. Ok. Khi mà phát ra âm N, cái đầu lưỡi chúng ta phải cứng. Rồi, và cả kỹ là xong hết rồi đó. Ok. Bây giờ chúng ta bước qua phần thứ ba các bạn nha. Nhớ coi lại note khi mà Hà Cát giúp các bạn, thì các bạn làm ơn. Alright, phần thứ ba. Ở the vowel sounds. Ok. Ở trong này có một cái âm ở ngay đầu tiên đó. Đó là âm schwa sound. Nhưng thầy FVOC chỉ khác có Hà Cát ơi. Chỉ cái gì khác Hoàng Trang? Chỉ cái gì khác chứ các bạn nói vậy thì họ cá chịu thua. Âm L và âm N, ok, thì mỗi người dạy chỉ mỗi khác, nhưng mà đại khái là miễn sao là các bạn phân biệt âm L và âm N thôi là được rồi. Hà Cát không nghĩ là khác đâu Hoàng Trang, tại vì Hà Cát và POC biết nhau có cả 4-5 năm nay rồi. Hà Cát nghĩ không có sai đâu, có thể là bạn nhận sai thôi, nhưng mà Hà Cát nghĩ là không có sai đâu. Ok. À, chỉ cái chữ nào Hoàng Trang có thể viết được lên không? Chỉ cái chữ nào? Nhưng mà chỉ cái chữ nào? Ủa, đó là âm N mà. Âm N trong tiếng Việt chúng ta có, đâu có vấn đề gì về âm N đâu, phải không các bạn? Như chúng ta nói chẳng hạn như Nem Thủ Đức. Có ai có vấn đề về cái vấn đề cái chữ âm N là Nem Thủ Đức không? Khi mà chúng ta nói âm N đó, đâu có ai có vấn đề đâu. Thật ra chúng ta có thể đi qua được mà, phải không? Không, à, các thấy thường thường các bạn bị âm L, chứ các bạn ít bị âm N. Các bạn bị âm L đó, chứ không phải là âm N. Ok, chúng ta đi tiếp được chưa? Nhưng mà đại khái là FUC chỉ cho Hoàng Trang đọc được rồi, phải không? Nhưng mà ý là các hỏi là khi mà FUC giúp cho bạn, bạn đã đọc được rồi, phải không? Cũng khá ổn. Vậy thì chúng ta cần phải nói qua cái âm đó nữa không?
cần phải luyện nhiều hơn. Vậy thì cứ theo cách để mà luyện đi, nếu mà khá ổn rồi thì luyện thêm chút xíu nữa thì nó sẽ ổn thôi. Ok, rồi chúng ta tiếp tục nhé. Đúng rồi, các bạn lỡ gì thì không biết chừng nào chúng ta mới học qua được cái khóa này. Ok, âm schwa ở trong tiếng Anh có rất rất là nhiều. Ok, hôm trước có một bạn hỏi là làm sao chúng ta có thể phân biệt được âm short dưới dạng và âm schwa. Thì ở trong cái trường hợp này các bạn sẽ thấy là cái âm schwa nó đọc rất là giống như cái âm short dưới dạng. Nó khác biệt ở cái chỗ nào? Là âm short dưới dạng các bạn có thể đọc rõ ra được trong những cái từ chẳng hạn như là cut hay là cup hay là an. Các bạn đọc rõ cái âm đó ra được. Còn âm schwa nó cũng là âm nhưng mà nó không bao giờ được đọc rõ ra, là cái âm đọc rất là nhẹ. Ví dụ như trong những cái chữ như thế này, stir. Như vậy từ cả đưa chạy thơ hơi khó chắc các bạn. Cái này là âm er rồi. Ok, chạy chạy đi ha. Để như vậy đi. Tại vì cái âm schwa nếu mà nó không có cái âm ở phía sau hả các, cũng rất là khó để mà giải thích cho các bạn. Và âm âm short như cũng vậy. Thì bây giờ như thế này, các bạn đợi, tại vì chúng ta sẽ nói tới âm ở trong này. Ok, thì các bạn hãy đợi cái âm schwa một chút xíu nữa hả các sẽ đem lên để hả các so sánh cho các bạn, có được không? Ok, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là cái âm schwa, các bạn hiểu như thế này là được rồi. Nó rất là giống âm short u sound nhưng mà nó không có nhấn mạnh được, có nghĩa là trong những cái chữ cup chúng ta thấy short u sound chúng ta đọc ra được. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà chúng ta có cái âm schwa sound thì chúng ta sẽ không có đọc rõ cái âm đó được. Có nghĩa chúng ta có thể nói là cup nhưng mà không thể đọc cup, không thể rõ ra như vậy được. Ok, vậy thì đợi cái âm này một chút nha. Alright. Âm tiếp theo chúng ta có là âm ao. Âm ao nó rất là dễ, nó gần gần như là cái ao cá của Việt Nam mình đó. Thường thường các hay nói là ao đứng giống như cái ao cá. Thì khi mà các bạn thấy trong những cái chữ nào ở trong tiếng Anh nó viết là OU hoặc là OW, thường thường chúng ta sẽ nghe cái âm ao ở trong đó. Ví dụ như là cái chữ about của Alibaba viết lên, hoặc là cái chữ noun hay là cái chữ hour, thì các bạn thấy thấy ao 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 rất là rõ. Ok, đây là một trong những cái âm mà thường thường chúng ta không có vấn đề. Cái vấn đề là ở cái chỗ này, khi mà các bạn đọc âm ao phải nhớ cho nó tròn âm. Có một số các bạn đọc cái âm này quá lẹ, nó trở thành ra là ong. Nhớ là trong tiếng Việt của chúng ta Hà Cát nói rồi, ao và ong nó khác nhau. Cây câu và cây cao là khác nghĩa với nhau. Ok, những bạn nào mà không hiểu được đó thì các bạn hãy coi hai cái chữ câu và cao. Khi chúng ta phát ra đó, chúng ta phát ra rõ ràng. Những bạn nào người miền Nam sẽ nói là à, em phát hai cái âm đó giống nhau là tại vì cây cao cao quá. Cây cao sao dừa nó cao quá đi. Thì chúng ta đọc là cao và cao. Thì các bạn chỉ cần đọc ngắn gọn lại cái âm A ở giữa thì các bạn sẽ đọc ra được cái chữ câu. A, đọc ngắn âm A, câu. Thì các bạn sẽ ra được cái chữ câu. Còn cái âm A mà kéo dài ra đó, kéo dài ra thì các bạn sẽ đọc cái chữ cao. Các bạn thử thì các bạn sẽ thấy ngay cái sự khác biệt của hai cái chữ này. Câu và cao. Các bạn thấy rõ không? Người miền Nam cũng vậy, người miền Bắc thì không có problem. Người miền Bắc thì thường thường các bạn đọc rất là rõ âm. Nhưng mà người miền Nam đó, nếu mà các bạn đọc hai cái âm này trong tiếng Việt Nam đó, các bạn sẽ thấy ngay cái sự khác biệt là câu và cao. Thì cái âm ao ở trong tiếng Anh đó, nó là âm, nó giống như là cái chữ cao ở trong tiếng Việt, có nghĩa là chúng ta phải đọc rõ âm và hơi kéo dài một chút xíu. How? How did you do that? How are you today? How chứ không phải là how.
Tại vì Hà Cát có nghe một số các bạn lên trên đây và đọc How are you? Không. Thì các bạn đang đọc sai âm. Cho nên cái âm ao đọc cho rõ ràng là ao. How, how giống cái người đó. Chứ không có đọc là không, không giống giống như cái người đó. Ok, âm này rất là dễ. Qua được chưa? Good, alright. Âm tiếp theo chúng ta có là âm oi. Âm oi. Ở trong này có mấy âm các bạn? Oi. Hai âm ở trong này. Thường thường cách viết các bạn sẽ thấy người ta dùng oi hay là oy trong những cái chữ như là toy, voice. Các bạn sẽ thấy oy and oi ở trong này. Nó rất là dễ đọc. Âm này hầu như người Việt Nam không có vấn đề. Hà Cát chưa thấy một một người, Việt Nam nào có vấn đề. Oi, the oi sound. Chúng ta đi qua được không? Ok. Âm tiếp theo chúng ta có là âm open L. Open L ở trong ký hiệu phiên âm nó sẽ giống như thế này. Nó không phải là chữ O của Việt Nam các bạn ha. Hà Cát nhắc lại một lần nữa. Đây là ký hiệu phiên âm cho người Mỹ đọc chứ không phải cho người Việt Nam đọc. Thành ra cái âm này nó là âm O chứ không phải là âm L. Thì khi mà Hà Cát nói tiếng O, các bạn sẽ nói rằng nào, ok, tùy bạn, bạn muốn giết sao sáng giếng. Một phút huy hoàng còn hơn là cả đời ngồi dưới đó mà bực mình. Ok, nhưng mà các bạn nhìn theo cái của bạn học tiếng Anh viết lên đó, các bạn thấy giống như muốn chó mắt không? Có muốn té xỉu không? Ví dụ Hà Cát đưa âm oi vậy đó dễ dàng hơn không các bạn? Âm oi, trong cái chữ the voice, các bạn nhìn thấy voice, các bạn thấy ai trong này mình đọc oi dễ hơn phải không? Thành ra Hà Cát các bạn bạn đoạn đưa cái IPA lên cũng được, nhưng mà như Hà Cát nói đó, đường nào cũng tới La Mã thì nó có một cái đường rộng thênh thang để mình đi, nó rất là dễ dàng. Nhưng mà các bạn muốn đi cái đường mà nó khó khăn thì cái đó là tùy các bạn thôi. Ok, trở lại bài ha. Nói hoài, các nói hoài 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 cũng vậy thôi ha. Ok. Dạ, em học còn rối phải không? Dạ, phần nhiều các bạn nhìn các bạn cũng rối. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn bạn. Ok, là bạn ngồi nãy giờ mà gọi là tức quá phải viết lên mới được. Nhưng mà cũng đã ghi ra rồi. Thì các bạn đã có thấy được là cái sự phản ứng của một số đông các bạn ở trong này rồi. Thì các bạn cũng thấy đó là phần đông khi mà các bạn học qua American Heritage Dictionary rồi đó, thì các bạn sẽ thấy là ồ nó quá dễ đi. Tại sao từ trước tới bây giờ nếu mà có người nào họ giúp cho mình cái cách này thì có lẽ là tới bây giờ mình đã không còn phải đi tìm người nào để mà đọc phiên âm nữa. Thầy ơi đọc giùm em chữ này, cô ơi đọc giùm em chữ kia. Mình đã tự mình có thể đọc được tất cả mọi chữ trong tiếng Anh rồi mà không có phải vất vả nữa. Phải không các bạn? Tại vì nó quá dễ đi. Alright, bây giờ tiếp tục ha. Giống như chúng ta nói tới âm oi, nó quá dễ dàng. Các bạn nhìn thấy âm oi, các bạn thấy nó không cần phải các bạn nhìn theo cái cách của IPA. Các bạn sẽ gãi đầu gãi tai, uống cái âm này nó đứng cho cái âm gì để mình không nhớ nữa. Thì đó, khi các bạn thấy nó dễ dàng, đó là nên. Thành ra một số các bạn ở trong này mới con Vance mới có thể ồ, tại sao Hà Cát phải tốn lời nói nhiều quá, là các bạn nên dùng American Heritage tại vì nó dễ dàng hơn nhiều, có cái sự so sánh như vậy để các bạn có thể nhìn thấy và biết tại sao. Alright, open L. Open L khi mà Hà Cát nói tới âm O, các bạn thấy nó tự tự giống cái âm gì mình đã học qua rồi. Short O sound, very very good. Ok, nó rất là giống âm O. Nhưng mà ở cái sự khác biệt nó là cái chỗ này. Ok, lại trở sang tiếng Việt Nam. Tại vì không so sánh chứ tiếng Việt Nam thì các bạn sẽ không hiểu được. Ở trong tiếng Việt Nam chúng ta có cái chữ á, phải không các bạn? Hà Cát viết như vậy có đúng không? Một số các bạn nào có cái dấu viết ra được có thể viết giùm Hà Cát. Nhưng mà đây là chữ á, phải không?
Ok. Khi mà họ có viết cái chữ án này có đúng hay không? Vậy thì chúng ta có thể nói được là cái chữ á và cái chữ á, khi mà họ cách đưa lên như thế, á và á nó đều giống nhau, đọc giống nhau. Mà là sai hả? Coffee. Đúng hay sai? Khi mà họ cách nói cái chữ á trong Việt Nam thì các bạn không biết là họ cách đang viết cái chữ nào, là cái chữ á hay là chữ a sắc á, đúng không? Thì đọc giống nhau phải không? Đúng rồi, nó rất là đồng đồng âm với nhau. Ok, nhưng mà khi mà Hà Cát nói bây giờ, tại vì cái vấn đề này các bạn sẽ thấy hiểu nha, là khi mà một người Mỹ họ đọc tiếng Việt Nam, họ học tiếng Việt Nam, Hà Cát viết là ok bây giờ hãy viết cho Hà Cát cái chữ con cá, thì họ chắc chắn họ viết cái chữ cá này. Họ chắc chắn họ viết cái chữ cá này. Để Hà Cát mở cái tiếng Việt lên để Hà Cát viết cho các bạn cho nó dễ cho các bạn đọc ha. Ok. Tại sao người Mỹ họ viết cái chữ cá như thế này? Không, để Hà Cát nói nghe. Các bạn cứ từ từ đi. Thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy sai, phải không? Nhưng mà người Mỹ khi mà họ nói nó đâu có sai đâu, tại vì đó là rõ ràng âm cái đây là á, thì tôi viết là cờ á cá thì có sao đâu. No, no, đây là tiếng Việt, không có phải American Heritage. Thì sao các nói đây là tiếng Việt. Ok, tại vì ở bên đây có những cái lớp ở trong trường đại học đó họ dạy Vietnamese cho người Mỹ, thành ra khi mà người Mỹ họ viết như thế này thì chúng ta phải giải thích như thế nào. À, bạn viết cái chữ đó sai, phải viết là cái chữ cá. Thì họ hỏi các bạn là tại sao tôi không viết được cái chữ cá như vậy? Hai cái chữ này khi mà đọc ra nó y chang nhau. Tại vì bạn vừa nói với tôi âm á nó bằng với a sắc á. Thì tại sao tôi không thể viết như vậy được? Thì các bạn phải giải thích như thế nào? Quy định như vậy, nhưng mà quy định là quy định gì? Bạn nói that's the rule, what is the rule? Phải không? Khi mà chúng ta giải thích thì chúng ta phải giải thích cho rõ ràng, à, cái luật đó là như vậy, à, nhưng mà thưa bạn luật đó là gì? Đúng rồi, have you ever? Ok, có một số các bạn sẽ không hiểu nhưng mà Hà Cát đã giải thích rồi trong những cái lớp khác. Những bạn nào đã tham gia các lớp khác thì các bạn đã biết rồi, cái chữ á và cái chữ ớ ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta khi mà viết lên muốn đọc mà có nó không thể đứng một mình nó và phía sau không có phụ âm. Ví dụ như là cái chữ ớ thì nó rõ ràng nó bằng là ơ sắc ớ. Nhưng mà khi mà các bạn nói là tớ thì không có ai viết được cái chữ tớ như thế này hết. Các bạn đồng ý với Hà Cát không? Đúng là chữ âm chữ ớ đó. Ok, nó bằng với ơ sắc ớ. Nhưng mà khi mà tớ thì chúng ta bắt buộc phải dùng cái chữ này mà không thể dùng cái chữ này. Các em nhỏ đều biết hết nhưng mà không giải thích được cái luật. Thì cái luật ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta là chữ á và chữ ớ nó không thể đứng cuối của một cái chữ mà nó bắt buộc phải có một cái phụ âm khác ở phía sau. Còn nếu mà chúng ta mà dùng mà muốn đọc chữ á mà với chữ tá đó thì chúng ta bắt buộc phải dùng là tờ a ta sắc tá hoặc là tờ ơ tơ sắc tớ, mà không được dùng âm á và âm ớ là cuối của một chữ. Nhưng mà Khanh Khanh biết cái điều này phải không? Rõ ràng chúng ta đều rồi đều biết cái điều này phải không các bạn? Giờ mới biết cái luật này, đó là luật ở trong tiếng Việt của mình đó, phải không? Alright, so đó là tiếng Việt của chúng ta. Thì bây giờ nhưng mà bạn có đồng ý không? Snow và các bạn ở trong này có đồng ý là cái điều Hà Cát nói là đúng không? Đến đây cũng không giải thích được. Bây giờ thì bạn biết rồi đó, các bạn có thể giải thích được cái vấn đề đó. Là ở trong tiếng Việt Nam có những cái hai cái âm đó, hai cái chữ viết đó chúng ta bắt buộc nó không có đứng sau một âm được. Thì ở trong đây trở lại âm tiếng Anh các bạn nha. Trở lại âm tiếng Anh. Hôm trước Hà Cát nói với các bạn short O sound. Khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh một cái âm đó mà chúng ta
có cái short O sound đó, trong đó bắt buộc chúng ta phải có cái gì phía sau. Chúng ta phải có phụ âm phía sau, trường hợp chúng ta có những cái chữ như là hot hay là những chữ như là can't, bắt buộc phải có phụ âm phía sau chúng ta mới đọc rõ được. Cho các quan sát cảnh hạ có tắt cái tiếng Việt đi. Nếu không lại bị. Ok. Thì ở trong tiếng Anh có những cái chữ như là law, rõ ràng nó đọc là âm a. Nhưng mà cái luật của chúng ta đã nói là âm short O không thể đọc rõ được. Vậy vậy cho nên chúng ta có cái âm này. Open O. Giờ lại không viết được tiếng Việt. Open O sound. Để cho các bạn biết là cái âm này nó đọc là âm A nhưng mà đọc rõ ràng ra. A. Law. Flaw. Car. Ha. Các bạn thấy không? Nhưng mà nếu mà họ viết phiên âm mà họ viết như thế này là âm lo ha, mà viết như thế này, họ viết như thế này thì lại không đúng, phải không? Họ viết short o sound thì không đúng luật, cho nên họ bắt buộc phải cho các bạn thấy à đây là một cái ký hiệu phiên âm mà các bạn có thể đọc rõ ra. Nó giống y chang như là cái chữ á của Việt Nam và cái chữ ớ của Việt Nam. Rồi, hiểu không? Chí lý, chí lý. Ok. Alright. Rồi, xong rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái âm A. Ok. Âm này trong tiếng Việt, trong tiếng Anh không có nhiều. Ok. Nó cũng là âm A. Ok. Father. A. Father. Ok, nó không có nhiều các bạn ha. Nhưng mà khi mà các bạn nghe âm a thì các bạn sẽ đọc nó là a, chậm thôi. A father. Nó không có nhiều âm này đâu, nhưng mà đại khái chúng ta biết thêm là có âm a ở trong đó. Alright, những cái âm nào mà không có nhiều chúng ta có thể đi qua. Rồi cả đưa tới các bạn tới cái phần quan trọng hơn, đó là những cái vowels cộng với r. Đây là cái phần gọi là hóc búa nhất cho các bạn khi mà học tiếng Anh. Cái âm thứ nhất chúng ta sẽ có ký hiệu của nó như thế này. Air. Các bạn bắt đầu bằng âm A là âm gì các bạn? Âm long A. Okay. Và các bạn sẽ đọc cái âm O phía sau. Âm O này nó khác với âm O ở đầu. Âm O ở đầu thì trước khi chúng ta phát ra đó, chúng ta là u cái miệng lại. Bây giờ âm O nằm ở phía sau nè. Ok, âm O nằm ở phía sau, nó có cái sự khác biệt. Các bạn khi mà ở đó, các bạn đọc nó giống như là cái chữ ở của Việt Nam mình đó. Nhưng mà cái đầu lưỡi hơi đưa lên một chút. Ok, thì khi mà hai âm này cộng lại với nhau, ngày xưa những quyển từ điển ngày xưa đó thì các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy cách viết phiên âm như thế này. Là ngày xưa những từ điển mà cách đây khoảng chừng 20 năm trở đi đó, trở trở về trước đó, thì các bạn sẽ thấy cách viết phiên âm của cũng cái âm này. Họ viết như vậy, có nghĩa là họ viết rất là rõ ràng ra cho các bạn đây là âm long A cộng với âm O. Nhưng mà khi các bạn đọc ra đó, các bạn sẽ thấy nó hơi chạy chạy đi một chút xíu. Air, air, hair, fair, care. Các bạn sẽ thấy air nó hơi chạy chạy đi một chút xíu, nó không còn là air mà nó hơi hơi chạy chạy đi một chút. Care, hair. Và đây là một trong những cái âm người ta gọi là uncontrolled vowel sound. Tại vì cái âm O phía sau nó sẽ ảnh hưởng cho cái âm A ở phía trước. Ok, nếu mà nó khó thì bạn bắt đầu bằng âm A đi. Air. Air. Rồi bạn cứ từ từ bạn đọc như vậy. Rồi bạn sẽ từ từ bạn ráp nó vào. Bạn đọc lẹ hơn một chút xíu. Air.
air. Ok, vào trong chữ nè. Air. Care. Tự mình đọc thử coi cái chữ nào mình có thể nhớ được. Nhưng mà nhớ là nó bắt đầu bằng âm A. Care. Fair. Nhận ra được âm này chưa? Air. I'm sorry, hả? Có biết quên cái O. Air. Tạm tạm nhận ra được chưa các bạn? Có thể nói thì chưa nói được đâu. Ok, hả? Các sẽ có, như hả? Các nói xong cái khóa luyện âm, hả? Các sẽ bắt đầu đưa bài lên cho các bạn luyện tập. Nhưng bạn nào mà cần luyện tập đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào để mà luyện, ok? Nhưng mà đại khái, ok? Nó là air, ok? Nó không phải là air, nó không phải là mare, nó sẽ rất khó các âm khác. Đúng rồi, where, air, bạn nhận ra được rồi đó. Một số các bạn nhận ra được rồi đó. Bear, that's right. Khi mà các bạn nhận được ra cái âm air, các bạn sẽ bắt đầu viết ra những cái chữ. À, mình có học qua những cái chữ này rồi. Bear, where. Các bạn thấy không? Nó là âm air ở trong đó đó. Hair, đúng rồi. Mỗi người viết ra cho mình một chữ nào đó để mình có thể nhận ra cái chữ đó ở ở trong có cái âm air ở trong đó. That's very good. Ok, những bạn nào mà đã nhận ra âm rồi các bạn có thể viết lên được. Đúng rồi. Pair, yeah, air, stair and there. Very good. Ok, cái chữ này nó cũng như vậy. Có một bạn viết ra cái chữ let ở trong này. Let. Nó không có air ở trong đó bạn ha. Ok, cái âm cái bạn cái chữ đó bạn đưa lên là sai rồi. Ok, pair, đúng rồi. Alright, cái âm air kể như chúng ta nắm được rồi phải không các bạn? Ok, cái âm tiếp theo chúng ta có là âm ear. Ear. Ok, các bạn thấy thấy bắt đầu nó giống như cái âm gì? Bắt đầu nó giống như cái âm gì? Long e sound, đúng rồi. Bởi vậy cho nên những cái âm này, Hà Cát nói ngày xưa là cách đây khoảng chừng 20 năm về trước, họ viết cái âm ear, âm long e và âm o. Cho nên khi mà các bạn gặp phải những quyển từ điển ngày xưa đó, các bạn sẽ không có bị lầm lạc ở cái chỗ này. Nhưng mà bây giờ đó họ họ đem cái ký hiệu này cũng là đứng cho cái âm đó. Ear. Ok, và một số các bạn đã đưa ra những cái chữ mà các bạn thấy là nó liên quan tới cái âm ear này. Ví dụ như là cái chữ hear, that's very good. Cái chữ stir, nó có phải là ear hay là không các bạn? Ear và stir, nó có đúng với âm với nhau không? Ok, không, bởi vậy cho nên cái chữ của bạn sai rồi đó. Ok, nhớ là âm ear, khi các bạn đưa lên bất cứ một cái chữ nào, appear, ear, mere, year, đúng rồi, beer. Ok, cái chữ này các bạn cẩn thận ha, là tại vì nó có hai cách đọc. Tear và tear. Khi mà chúng ta đọc tear thì đúng. Ok, hồi nãy, ok, clear and near, that's very good. Nhớ là các bạn nào mà chúng ta cần những cái chữ mà có thể liên quan tới những cái âm ear, các bạn nhớ viết xuống nha. Tất cả các bạn ở trong này khi mà viết lên như vậy đó để là chúng ta có thể viết xuống những cái chữ nào mà nó có âm ear ở trong đó. Cái chữ bear không phải. Các bạn nghe cái chữ bear nó có cái âm gì? Chúng ta vừa học xong đó. Bear nó có âm gì các bạn? Đúng rồi, very good, âm air. Các bạn đã nghe chị nhận ra được âm rồi đó. Các bạn thấy rõ ràng không? Bây giờ mình đã nghe và mình nhận ra được hai âm nó có cái sự khác nhau, air và ear. Tại sao chúng ta cần phải biết cái cách những cái phiên âm như thế này? Là tại vì khi mà các bạn nhìn vào trong từ điển đó, các bạn có thể biết ngay ra được khi mà người ta viết cái cách, ví dụ như phiên âm của cái chữ này, thì các bạn sẽ nghĩ rằng họ phiên âm như thế nào và các bạn có thể đọc lên được cheer. Ok, đó là lý do tại sao chúng ta cần học những cái ký hiệu phiên âm. Các bạn đã thấy không, mình đã có thể viết ra được những phiên âm đó
Thì ngược lại, khi mà các bạn nhìn vào trong từ điển họ viết phiên âm, các bạn cũng đã nhận ra được rồi và các bạn có thể phát ra được. Hiểu không? Đó có lý do tại sao chúng ta học để mà nhận ra các ký hiệu phiên âm. Ok, nghe âm ear giống với i. Ok, happy forever. Bạn có thấy cái âm ear và âm i nó giống vào cái chỗ nào? Một âm là ear và một âm là i. Trong những cái chữ như là it, ví dụ Hà Cát đưa lên chữ s hay là in đi ha. In và ear. Hai âm khác nhau chứ bạn. Nhớ là âm ear nó là cái âm nó đi như thế này, chứ bạn không có tách rời nó ra được. Bạn không tách rời cái âm này ra được. Không, đó là các bạn đem như vậy, các bạn so sánh cái phần các bạn hơi sai. Tại vì Hà Cát nói cái âm này nó là âm ear, nó đi cái âm nó là như vậy, ear. Okay. Bạn nghe giống nhưng mà bạn có nhận ra được cái âm air hay không? Hoa rộng mạnh. Bạn nghe giống cái gì cũng được đây, nhưng mà bạn có thấy được là cái âm đó là âm air. Khi mà bạn đưa lên cái chữ care hay là cái chữ bear, bạn có nghe được cái âm này không? Nhận được không? Vậy là đủ rồi. Ok. Còn nó giống cái gì thì cứ kệ nó đi. Cho nên Hà Cát nói với các bạn càng dễ nó đơn giản bao nhiêu, càng simple bao nhiêu, nó càng tốt cho các bạn bấy nhiêu. Còn nếu mà mình cứ làm cho tự mình khó mình đó, thì nó sẽ khó vô vàng các bạn. Tại âm này là âm e, chúng ta phải đi chung với các phụ âm phía sau, en. Còn cái âm này nó là âm ear, ear. Nó không có, nó là một cái âm tense rõ ràng, có nghĩa là chúng ta đúng rồi, near hay là fear, các bạn thấy không, chúng ta có thể viết phiên âm của cái chữ này ra, tại vì đây là một cái âm nó là ear rõ ràng. Nếu mà các bạn nói rằng à cái âm này nó nghe giống sót, mấy âm sót ai chẳng hạn đi, thì âm sót ai thì bạn sẽ viết cái gì ở phía sau nữa? Nhưng mà nó có ra ear được hay không? Ý Hà Cát nói là nó là ear. Tại cái âm này nó đã là âm ear rồi. Thì chúng ta cần phải tìm cái âm nào để mà viết ra âm âm sót ai cộng với cái âm gì để mà ra cái âm này nữa không? Nhưng mà ý Hà Cát nói nó đã có sẵn rồi. Nó đã có sẵn cái âm này rồi. Thì chúng ta có cần phải phải tìm một cái âm nào khác nữa hay là không? Đúng rồi, không cần nữa. Make it simple các bạn. Make it simple. Làm cho nó đơn giản đi. Rồi, kể như âm ear và âm air, chúng ta đã nhận được rồi phải không? Được hai âm rồi, đúng không nè? Yeah, các bạn càng càng học một cách giống như là con nít học đó các bạn. Nó càng dễ dàng cho các bạn được nhận thức từ những cái kiến thức mới. Còn nếu mà chúng ta cứ resist nó, Hà Cát nói lần này, hôm nay là lần thứ tư rồi, lần thứ bốn rồi, Hà Cát nhắc cho các bạn rồi, các bạn càng resist nó bao nhiêu, các bạn càng khó bấy nhiêu. Ok, rồi chúng ta đi qua cái âm tiếp theo, đó là âm or. Ok, âm or khi mà các bạn phát ra đó, các bạn nghe nó tự tự giống âm gì? Or. Or. Đúng rồi, âm đầu tiên đó là âm long o. Âm long o. Những bạn nào nghe được âm đó rất rất là giỏi. Ok. Khi xưa thì người ta viết cái âm or, người ta viết nó như thế này. Long o and an or. Or. Ok. Nhưng mà về sau này người ta đã đổi cái ký hiệu phiên âm. Người ta viết nó như thế này. Or. Tại vì khi mà các bạn đọc ra long o, oh, rồi các bạn cộng thêm âm o, oh,
thì khi mà các bạn đọc cái âm o nó hơi bị chạy đi một chút xíu thôi. Ok, thì khi mà các bạn nghe đọc cái âm o phần đông các bạn ở Việt Nam đó hay mở miệng lớn và các bạn đọc là more, I want some more, và các bạn mở cái miệng lớn ra như vậy thì các bạn đọc là o. Đó là một cái điều làm cho chúng ta bị trại âm. Khi mà đọc âm o, cái điều cần thiết các bạn phải nhớ, ok, điều cần thiết mình phải nhớ là cái miệng nhỏ, cái miệng các bạn mở nhỏ thôi, o, more, chứ không phải là mo. Nếu mà các bạn phân biệt được hai cái điều đó thì các bạn sẽ kể như là 80% đọc được cái âm này. Cái miệng nhỏ, nhớ cái điều đó. Miệng nhỏ, mở cái miệng nhỏ thôi. More, more, I want some more. Core, tall, mà đừng có mở miệng lớn ra là o. Hiểu ý Hà Cát nói không? Good, ok. Nhớ khi mà chúng ta nói tới cái âm o, nếu mà chúng ta luyện tới âm o, được. Nhưng mà nếu mà bạn đọc là o thì nó hơi dài cho bạn một chút xíu, trong khi cái âm này nó chỉ là o mà thôi. Nhớ là nó là o control và nó đã bị hơi trại âm một chút xíu rồi. Ok, còn nhớ là nếu mà long o thì chúng ta bắt đầu là o rồi chúng ta mới o. Còn cái âm này nó giống như nó sát lại với nhau hơn, nó là o more. Ok, nhưng mà nếu mà những bạn nào mà hơi bị lạc đó thì Hà Cát hay bắt đầu bằng cái âm long o để mà giúp cho các bạn. Ok, nhưng mà cái điều căn bản Hà Cát nhắc cho các bạn về cái âm này, nhớ 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 viết vào trong cái tài liệu đó là mở miệng nhỏ thôi. Càng mở miệng nhỏ càng đọc chuẩn. Đây không phải là âm A mà nó là âm O. Thành ra miệng mở nhỏ thì sẽ đọc đúng. Miệng mở lớn, mo, là sẽ đọc sai. Ok, cho nên các bạn viết ngay vào trong đó. Cái điều Hà Cát nhắc cho các bạn. Âm kế tiếp chúng ta có là âm R. Âm R. Khi mà các bạn phát âm R, đừng có phát mở cái miệng lớn là ơ. Ok, nó không phải là ơ, mà nó là R. Cái miệng mở, again, hơi nhỏ một chút. R. It's okay, Kenny. Bạn không cần phải nhắc, Hakka sẽ ở lại cho các bạn nói cho hết cái bài. Ok. Âm đó là âm R trong những cái chữ như là her, fur. Đúng rồi. Các bạn sẽ nhận ra ngay cái âm R ở trong một số chữ mà chúng ta thấy rất là nhiều. Ok. Stir. That's very good. Ok. Murmur. Đúng rồi. Trong cái chữ work. Very good, sir. Các bạn đã thấy âm R. Okay, Kem đưa lên một cái chữ đó là cái chữ hot. 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 Yeah. Hurt. Có giống nhau không các bạn? Hot. Yeah. Hurt. Có giống nhau không? Đúng rồi, bởi vậy cho nên cái chữ này là sai rồi. Ok, những bạn khác đưa lên những cái chữ bird hay là hurt hay là bird hay là earth rất là đúng. Nó là âm ơ đó. Ok, cái chữ heard cũng đúng. Nhưng mà khi mà chúng ta cho cái letter T ở trong đó nó đọc khác nhau. Ok, rồi. Ok, here cái trường hợp chúng ta nói tới âm R thì các có thể nói với cái âm schwa sound với các bạn được rồi. Ok, nhớ hồi nãy cái âm schwa sound hồi các bạn cho tới bây giờ phải không? Ok, thì bây giờ các sẽ đưa lên và các nói với các bạn ha. Ok, khi mà chúng ta nhìn vào một cái chữ đó thì các bạn sẽ thấy như thế này. Có một bạn đưa lên cái chữ này đi. Ok. Cái âm R khi nãy giờ các bạn nghe Hà Cát đọc đó, các bạn nghe Hà Cát đọc rất là rõ, thì cái chữ R giống như trong cái chữ her hay là fur, âm R. Nếu mà Hà Cát đưa cái âm R vào trong đây, forward,
forward. Có được không? Nghe nó như thế nào? Nó giống âm gì khi mà Hà Cát đọc word, forward, nó là âm gì? Nó rõ âm phải không? Đúng, nó là âm R. Tại vì Hà Cát nói là cái âm này chúng ta đọc rõ ra được. Còn ở trong đó là forward, forward. Thì các bạn nghe cái chữ word nó cũng là âm R. Nhưng mà các bạn sẽ thấy nó là âm schwa sound và âm R. Bởi vậy cho nên hồi nãy Hà Cát có nói đấy, khi âm schwa sao nó nghe rất giống âm R, nhưng mà nó không có nhấn được, không đọc rõ được, nó phải đọc rất là nhẹ và đọc lướt qua. Forward. Hiểu ý Hà Cát nói chưa? Ok. Bây giờ Hà Cát đưa lên. Ok, bó tay. It's okay, it's okay. Nghe nghe Hà Cát nói là bạn sẽ hiểu nè. Ok, it's okay. Nó không dễ dàng cho chúng ta nắm vững được đâu, tại Hà Cát nói cái phần này nó hơi cái phần 3 nó hơi nặng một chút xíu. Các bạn nghe nha. Ok, ví dụ như Hà Cát đưa cái chữ này. Các bạn có thấy là Hà Cát đọc rõ không? Vậy thì Hà Cát đang dùng cái âm R hay là âm schwa? Âm ơ là âm sai, cái âm ơ là âm này hay là âm schwa là âm này? Ok, âm short you sound. Ok, thì bây giờ Hà Cát dùng cái chữ rup trong cái chữ rupture. Chúng ta đọc cái phần đầu thôi ha, rup. Thì các bạn nghe cái chữ rup trong cái chữ rupture là Hà Cát dùng short you sound hay là schwa sound? Rup. Rupture, đúng rồi, đó là ok. Thì các bạn nghe cái chữ phía sau đó, cái chữ chair, cái chữ chair ở phía sau, cái chữ rup chair. Bây giờ chúng ta nghe cái chữ chair, thì Hà Cát đọc là chair là âm schwa sound and r, hay là Hà Cát đọc là r? Schwa and r. Ok. Ok, có một số bạn lầm, it's okay, để Hà Cát giải thích cho các bạn nghe. Ok, nghe kỹ nè. Rupture. Nếu mà Hà Cát đọc cái âm chờ ở phía sau đó, mà Hà Cát đọc là R, thì nó sẽ là rupture. Nghe kỹ, hai âm nó rất là gần nhau, nhưng mà các bạn sẽ phân biệt được. Ok, nghe kỹ nè. Nếu mà Hà Cát đọc cái âm chair phía sau mà đọc bằng âm er thì nó sẽ ra là chair, rupture. Và khi mà Hà Cát đọc rupture thì các bạn sẽ thấy Hà Cát đọc đang là sai âm phải không? Thành ra cái âm chair phía sau nó phải là schwa sound, tại vì nó phải nhẹ đi. Rupture, rupture. Các bạn hiểu ý Hà Cát nói không? Đúng rồi, một cái đọc nhẹ và cái đọc nhẹ đó nó là cái schwa sound. Good, ok, hiểu rồi phải không? Nói nó nhẹ đi đó bạn. Ví dụ như rub, đọc rõ ràng. Chưa, đọc nhẹ đi. Để Hà Cát đưa lên hai cái chữ này thì các bạn sẽ thấy ngay là cái sự đọc nhẹ hay là đọc đọc rõ ràng nó như thế nào. Ok, take your time, tại đây là một trong những cái vấn đề Hà Cát muốn các bạn nắm vững. Khi nào nó là âm schwa, khi nào nó là âm short you. Ok, cái chữ rupture chúng ta nắm vững rồi phải không? Có nghĩa là cũng là letter U, nhưng mà ở trong cái syllable thứ nhất, rup, thì chúng ta đọc âm short you sound. Nhưng mà cái chữ chair thì chúng ta đọc schwa sound. Các bạn nắm được cái điều này chưa? Rup, đọc rõ ràng, đó là short U sound. Sure, đọc là schwa sound. Got it, good. Ok, đừng có snow flower là God, đừng có các bạn khác đang còn gãi đầu gãi tai, hoặc các nói cái gì vậy? Chúng ta đọc rõ ra thì nó là rup. Âm sao đọc nhẹ, sure. Rupture. Ok, cũng cùng cái âm đó nè. Hà Cát đổi ngược lại cho các bạn coi. Ok, Hà Cát cũng sẽ dùng nguyên cái âm đó và Hà Cát sẽ đổi ngược lại.
thì các bạn sẽ thấy được khi mà chúng ta đổi lại thì nó sẽ như thế nào. Ok, cái chữ này chúng ta sẽ đọc là stir up. Stir, âm thứ nhất. Stir, âm thứ hai. Vậy thì Hà có nghĩ rằng các bạn cho Hà có biết là cái âm thứ nhất đó, stir, các bạn nghe được là âm gì? Stir. Âm ờ, rõ ràng phải không các bạn? Âm ờ nó không phải là schwa, là tại vì nó không phải là cái chữ rupture. Nó không phải là ch, mà nó là stir, đọc rõ ràng là stir. Các bạn thấy rõ ràng không? Cái chữ thứ hai âm up đó, các bạn nghe kỹ nè. Hà cá đọc là stir, chứ Hà cá không đọc là stir up. Stir up. Các bạn thấy rõ ràng không? Nếu mà Hà cá đọc là stir up, thì cái âm ở phía sau nó là âm schwa hay nó là âm short u sound? Nó là schwa. Nhưng mà nó vẫn viết là up, các bạn thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta đem hai cái chữ đó đem song song với nhau. Rupture và stirrup. Một là âm r và một là âm schwa sound and r. Một là âm short u sound và một là âm schwa sound. Song song với nhau đưa lên cho các bạn đã thấy rõ ràng không? Trong cái chữ rup của cái chữ rupture thì các bạn đọc rup, đó là short u sound. Nhưng mà trong cái chữ stir, rup ở đây thì các bạn đã đọc là schwa sound. Nó vẫn là up, nó vẫn là rup and rup. Nhưng mà một chữ thì các bạn đọc là rup, là short u sound. Một chữ các bạn đọc là rup, nó là schwa sound. Thấy rõ không? Ok, thấy rõ rồi. Còn cái chữ kia chúng ta sẽ thấy T-U-R-E. Và chúng ta sẽ thấy cái chữ khác là S-T-I-R. Ok. Nó vẫn là âm R. Nhưng mà các bạn sẽ nghe một chữ nó là ch. Và một chữ nó là stir. Ok. Em thấy nó giống giống nhau. Ok, thì bây giờ Hà Cá sẽ đưa lên cho bạn để bạn có thể phân biệt được ha. Nếu bây giờ Hà Cát đọc cả hai âm đều là R hết, có nghĩa là đều là âm âm short U hết. Ok, thì các bạn sẽ nghe rupture, rupture. Ok, chữ thứ hai là stir up, stir up. Đọc rõ hai âm. Còn nếu chúng ta dùng schwa sound, thì chúng ta sẽ nghe như thế này. Rupture. Stir, stir up. Các bạn thấy không? Cái sự khác biệt của schwa sound nó là ở chỗ đó, là chúng ta đọc lướt thôi. Nó vẫn là âm ơ, nhưng mà đọc nhẹ đi, đọc lướt đi. Rất là nhẹ. Ok. Khi mà chúng ta nói chữ cái âm schwa là nó từ cái tiếng Đức mà qua. Tiếng Đức nếu họ có nhớ không nào là CHWA CH hình như là như vậy là swatch. Nó có nghĩa là ngắn gọn nhẹ nhàng lướt qua. Và khi người Mỹ họ từ từ họ biến nó ra đó thì họ chỉ còn dùng cái họ bỏ cái âm khở phía sau, họ chỉ còn là swa. Nhưng mà nó vẫn mang cái ý nghĩa đó. Có nghĩa là đọc ngắn gọn lướt qua. Trong tiếng Anh gặp phải cái trường hợp này rất là nhiều. Rất rất là nhiều cái âm schwa sound đọc nhẹ và lướt qua. Ok, Hà Cát đưa lên cho các bạn một vài chữ để các bạn có thể nhận ra được cái âm ở trong này. Ok, away. Ok, nếu mà chúng ta đọc rõ ra đó thì chúng ta đọc là a way. Show me a way to the store. A
về. Nhưng mà khi mà các bạn thấy ở trong này đó, chúng ta đọc là away, away. Cái âm ở các bạn sẽ đọc nó rất là nhẹ. Các bạn đã nhận được cái âm schwa sound ở trong đó không? Ok. Một bạn đưa lên cái chữ là another và một bạn đưa lên cái chữ today. Ok. Khi mà chúng ta nghe cái chữ another, another, cái âm ở phía đầu đó các bạn. Các bạn không có đọc là another. Chúng ta không thể đọc là không đọc rõ ra được mà phải lướt qua another. Cái âm trong cái chữ today, nếu chứ bạn biết cái chữ to only thì nó là to. To this day, đại khái như vậy. Hay là to day, viết rõ nó ra. Nhưng mà khi mà các bạn cho đi vào chung một chữ đó, các bạn sẽ đọc âm thứ nhất nó là schwa sound. Today. Tomorrow. Mà không phải là tomorrow. Các bạn có nhận ra là âm schwa sound chưa? Ok, good. Âm schwa sound khi mà đi với âm o, nó cũng bị ảnh hưởng giống như vậy, có nghĩa là đọc nhẹ đi. Các bạn sẽ nghe thấy những cái chữ như thế này. Teacher. Mà không phải là teacher. Teacher. Nó khác với teacher. Teacher. Các bạn thấy cái âm chờ nó nhẹ đi. Doctor. Nó cũng là âm schwa sound ở phía sau. Doctor. Mà không phải doctor. Các bạn thấy rõ cái sự khác biệt không? Cho nên âm schwa sound đó trong tiếng Anh rất là nhiều. Và làm sao chúng ta có thể phát ra được cái âm này? Các bạn đọc nhẹ cái âm của mình đi. Đây là một cái âm người ta gọi là unstressed. Unstressed có nghĩa là không đọc rõ ra được. Đọc nhẹ thôi. Trong tiếng Việt Nam chúng ta không có vấn đề unstressed. Bởi vậy cho nên khi mà các bạn học Anh văn đó, các bạn phần nhiều, phần đông bị lẫn lộn với cái vấn đề này. Bạn nói sai rồi. Bạn nói sai rồi. Nó là âm ờ. Âm ờ. Đó là schwa sound. Ok. Cho nên khi mà các bạn đọc cái âm unstressed, các bạn đọc nhẹ nó đi. Ví dụ các bạn từ trước tới giờ mà mình quen với tiếng Việt Nam, mình đọc cái chữ nào, âm nào rõ ràng là cái âm đó. Âm này mình đọc nhẹ đi. Còn khoảng một nửa cái âm kia thôi. Thì các bạn sẽ đọc ra. Ok. Cái chữ work, worker. Mà đừng có đọc là worker. Các bạn hiểu được không? Work, worker. Worker. Thì cái âm mình đọc nhẹ đi một chút. Mà đừng có học là worker, hai âm đều nhau. Good, hiểu được rồi. Có khó không? Bây giờ âm schwa sound và âm short u sound các bạn đã nhận ra được chưa? Nếu mà có âm short u sound mà phía sau của nó, âm short u sound mà phía sau có consonant, chúng ta vẫn đọc rõ ra được. Nhưng mà âm schwa sound, dù là bất cứ một cái vấn đề nào có phía sau là có âm âm o hay là có âm gì vậy đó, chúng ta vẫn không đọc cái rõ cái âm này được. Tại vì đó là âm unstressed. Good. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có âm air. Nghe hiểu như đọc vẫn sai. Mà bạn đọc nhẹ cái giọng của mình đi đó bạn, thì họ có nghĩa là không sai được đâu. Cái ví dụ như bây giờ bạn đọc giờ bạn đọc hiểu không? Giờ chúng ta đọc rõ ra tôi nghe tôi hiểu rồi đó. Bạn đọc nhẹ đi thì nó ra thôi, nó không có khó, nó không có khó. Mà nó khó là từ cái lòng của mình thôi.
Đọc sai là hay o đó. Ok. Teacher. Âm à. Nhẹ nhàng vậy thôi. Worker. À, nhẹ vậy thôi. Worker. Âm à. Mud. Mother. Trong tiếng Anh nó có rất là nhiều, mà bây giờ chúng ta đang học về one syllable word. Ok, one syllable word thì Hà Cát đưa cái âm schwa lên không được, cho nên Hà Cát phải đi tới two syllable words, có nghĩa là có những cái chữ mà nó có hai âm tiết thì Hà Cát mới đem cho các bạn ra được, còn một âm tiết thì rất là khó để mà Hà Cát đưa cho các bạn có cái âm schwa sound. Nhưng mà đại khái các bạn nhớ như cái chữ hồi nãy Hà có đưa đó. Away. Away. Các bạn thấy âm ở nó nhẹ. Như vậy là được rồi. That's what hồi nãy có một số các bạn đưa lên những cái chữ như là another, allow. Đúng rồi. Hoặc là mother. Ok. Thì chúng ta sẽ thấy âm có schwa sound và âm o phía sau như thế này. Mud. Mother. Nó là âm nhẹ thôi. Why is it so hard? Khi mà chúng ta đọc nhẹ vậy thôi. Có khi nào nhẹ quá không nghe thấy gì không cô? À, không bạn. Hà Cát nói 50%. Ok. Thì nếu mà 50% của một một đồng thì nó vẫn là 50 cent. 50% của số 6 thì nó vẫn là số 3. Chứ không thể nó biến thành số 0 được. Một số các bạn gặp phải cái trường hợp này, bạn đưa lên cái điều đó hỏi rất là đúng. Là tại vì có một số các bạn biến nó thành ra là những cái âm voiceless. Có nghĩa là chẳng hạn các bạn đọc, thay vì đoạn đọc là mother, mà đọc là mother, mother. Có nghĩa là bạn biến nó thành ra cái âm hơi gió. Thì không được. Thì không được. Hoặc cái nó chỉ nhẹ đi thôi, chứ nó không có biến thành hơi gió. Tùy ngữ cảnh nữa phải không? Nếu em muốn nhấn mạnh, go away. Bạn đọc, go away. I want you to go away. Thì các bạn đọc cái chữ away, các bạn vẫn phải là âm schwa sound. Away. Chứ bạn vẫn không thể đọc là I want you to go away. Hiểu không? Cho nên các bạn đọc bất cứ cái chỗ nào cũng vậy thôi, đọc lớn đọc mạnh chỗ nào đi chăng nữa thì cái âm đó nó vẫn là âm schwa sound. Away. I want another way. Another. That's my mother you talking to. My mother. Chứ không là that's what my mother you talking to, đâu thể nói vậy được đâu. Ok, cho nên cái âm nó vẫn là âm mình đặt vào nó bất cứ trường hợp nào nó vẫn là mother, chứ nó không phải là mother, không thể nói như vậy được. À, cô ơi, tại sao chữ U ở trong T-U-R-E là short U? T-U-R-E ở trong chữ T-U-R-E nó có phải là short U hay là không? T-U-R-E ở trong cái chữ chair, rupture, picture, nó có phải là short U hay là không? Fly to the sky, bạn bay quá xa rồi. Ok, how about the E silent rule? E silent rule nó áp dụng cho cái gì? E silent rule nó áp dụng cho cái gì? Sao nó lại không là long du? Ok, fly to the sky, bạn bay quá xa rồi. Ok, giống như là con diều đứt dây đó. Ok, bay hơi xa rồi. Điều thứ nhất, ok, khi mà T-U-R-E đứng ở phía sau một một cái trong một cái từ đó, ví dụ như là picture hoặc là rupture. Ok, điều thứ nhất nó không phải là short u sound. Nó là âm gì?
picture, rupture, nó là âm gì các bạn? Nó là schwa sound, nó không phải là r. Tại vì nếu là r nó sẽ là picture, rupture, chúng ta không có đọc như vậy Quang Thành. Nó là schwa sound. Nãy giờ nói hoài không vẫn không hiểu. Ok. Thứ nhất đó là bạn sai ở cái chỗ đó. Okay. Khi mà các bạn cộng với e sound ở phía sau đó, các bạn nói là cái rule của bạn viết ra cách đâu rồi? Kéo lại. How about the e silent rule? Okay, e silent rule là như thế nào? Bạn đưa cho Hà Cát một chữ đi. Hà Cát hiểu bạn đã nói cái gì, nhưng mà Hà Cát muốn bạn đưa nó ra cho Hà Cát. Đúng rồi. Bạn thấy những cái chữ đó. Ok. Dạ, cái chữ rupture. Dạ, picture. Hà Cát đưa lên cho bạn có một số chữ ha. Vulture. Ok. Dạ, những cái chữ bạn đưa lên make, take, name. Nó khác nhau cái gì? Tại sao chúng ta không dùng long vowel sound? Bạn nhìn những cái chữ bạn đưa lên đi. Bạn nhìn những cái chữ bạn đưa lên nên nó khác những cái chữ kia cái gì? Thì e silent. Đúng rồi, nó áp dụng vào những cái chữ một âm tiết. Long hay là short vowel sound, nó áp dụng vào một âm tiết. Hiểu không? Còn T-U-R-E, nó có luật nào không các bạn? T-U-R-E đứng ở phía sau đó, nó có luật nào không? Adventure. Có. Rupture, nghe kỹ. Những cái chữ này Hà Cát đưa lên. Chúng ta tìm ra cái đáp án cho cái T-U-R-E. Ok. Rupture. Future. Đúng rồi. T-U-R-E ở trong này được phát âm là C-H. Và âm đó là âm schwa sound and R. Thấy không? Các bạn đưa lên T-U-R-E nằm ở phía sau một chữ. Các bạn đã thấy ngay đó là schwa sound. Cho nên nó có những cái luật đi chung như vậy. Rồi, hơi đi xa vấn đề rồi đó. Ok, trở lại được chưa? Alright, ta có không có gì đâu bạn. Ok, chúng ta có âm air and âm r. Air. Ok, ví dụ như chúng ta có những cái chữ như là làm biết có cái chữ nào nó có âm air, hình như là let's try this one. Mary, like a merry-go-round. Mary. Ok, các bạn sẽ thấy những cái chữ đó chúng ta mở miệng không có lớn các bạn ha. Khi mà chúng ta đọc cái âm đó thì các bạn đọc nó rõ ràng. Nó khác với cái chữ bear. Cẩn thận nè, cẩn thận right here. Ok, các bạn lầm lẫn hai âm. Hoặc cảm muốn đưa lên cái chữ e nó không có nhiều đâu. Chẳng hạn như trong cái tên như là Terry. Ok, còn nếu mà các bạn đọc air, các bạn thấy cái miệng của mình mở nó khác nhau. Ok, nghe kỹ ha. Mary and Terry. Nó khác với âm air. Hair. Nó không phải là hair. Tear. Terry. Nó hơi giống nhưng mà nó hơi khác một chút xíu. Âm e đó các bạn. Âm e trong tiếng Anh nó không có nhiều. Cái chữ như là Terry hoặc là cái chữ Mary. Cái lý do tại sao Hà Cát đưa lên đó là vì Hà Cát muốn cho các bạn biết là bất cứ một cái âm nào nó cũng có thể có cái âm o phía sau được. Cái vấn đề là chúng ta nhận ra cái âm ở phía trước. Các bạn hiểu không? Trước khi mà chúng ta nhận ra được cái âm ở phía trước đó, thì các bạn sẽ thấy ra được là cái miệng của mình phải mở như thế nào. Tại vì trong những cái trường hợp này đó, các bạn sẽ thấy là nó là short e sound. Ok, chẳng hạn như cái chữ ví dụ cái người bạn đó họ tên là Terry. Terry nó rất là giống nhau, nhưng mà các bạn sẽ thấy Terry nó khác với Terry. Hi Terry thì là chúng ta đang đọc air, là các bạn đang đọc sai tên của người ta. Cho nên Terry. Đúng rồi, nó ít dùng.
các bạn sẽ thấy rất là ít, chẳng hạn như cái chữ Mary nó rất là, các bạn sẽ thấy rất là ít chữ, nhưng mà đại khái Hà có muốn đưa lên để các bạn có thể thấy. Alright, âm sau chúng ta có là âm I and R. Cái âm này nó không phải là all control, là tại vì chúng ta vẫn đọc cái âm I rất là rõ ràng, I, I. Ok, phía sau chúng ta R đó thì chúng ta cho cái đầu lưỡi hơi cong lên một chút xíu thôi, đừng có đụng chạm vào đâu hết. Giờ chúng ta R một cái, nó sẽ ra. Fire, very good. Higher. Các bạn sẽ thấy những cái chữ nó rất rất là dễ. Wire, tire. Các bạn sẽ thấy đọc âm I rất là rõ ràng. Sao đang âm I mà cho là cái âm L vào trong này vậy, ABC? Một người thì bị cái diều đứt, con diều đứt dây, còn một người thì ok, cho nên các bạn thấy cái âm ire, ok, các bạn sẽ thấy nó là giống như âm r phía sau vậy đó, liar, ok, các bạn sẽ thấy ire nó có âm r phía sau. Có vấn đề gì về âm này không? Dễ rồi phải không? Ire rất là dễ. Ok, còn ai thức thì nghe ha, ai ngủ thì cứ tự nhiên đi ngủ. Ok, quá dễ, good. Ok, âm tiếp theo chúng ta có là âm A. Âm A, ở trong cái chuyện như là we are. Ok, thì khi các bạn nghe đó, các bạn nghe nó giống âm gì? A. A, âm này mở miệng nè. A. Letter A, ok. Nhưng mà nghe nó tự tự giống như âm gì của Việt Nam mình? À. À ha. Là âm O chứ không phải là âm A, phải không? Vậy thì tại sao có một số các bạn lên trên đây vẫn đọc là we are, I have a car. À, nó rõ ràng là âm O. À, we are, I have a car. Các bạn thấy không, nó không phải là A. Cho nên một số đông các bạn vẫn còn ngày hôm nay đó, khi vào trong lớp của ABC và lớp của FTOC Hà Cá vẫn nghe các bạn đọc là A, cái chữ A của Việt Nam mình đó. Nó là âm O, viết rõ âm ra. Viết rõ âm ra các bạn. O. Ok, mà đừng có nói nó là âm O của Việt Nam. Tại vì nếu mà co, các bạn đọc là co, cái I have a car đó, cái car đó thì nó lại là sai, nó là âm R. Ok, R, inform hay là install hay là mark hay là dock hay là tot, đúng rồi, Walmart. Ok, very good, các bạn đã nhận ra là âm R rồi, nó rất là dễ. Ok, âm tiếp theo chúng ta có là âm schwa sound. Hồi nãy Hà Cát nói về schwa sound rồi phải không các bạn? Còn bạn nào nhớ một cái chữ nào có âm schwa sound? Dạ âm o cho Hà Cát biết đi. Viết một chữ thôi, tự mình viết lên để tự mình có thể nhớ được là à, tôi nhớ được là cái chữ này. Teacher, very good. Ok, còn chữ nào nữa không? Doctor, mother. Nó cái chữ today nó không có ở trong đó, cái patient. Chúng ta đang học âm schwa sound and er. Venture, future, very very good. Các bạn rất rất là thông minh. Ok, tiếp theo chúng ta có âm short u. Âm short u and âm o. Ok, cái âm này chúng ta sẽ thấy ở trong một cái chữ mà các bạn thấy thấy thường 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 dùng. Your. Or. Nó là âm u và nó có o phía sau nữa. Your. Ok, nó không có nhiều ở trong tiếng Anh. Nhưng mà đại khái Hà Cá dưới lên để các bạn sẽ thấy là một số chữ, các bạn sẽ thấy bất cứ cái nguyên âm nó là cái gì, các bạn đọc ra cái nguyên âm trước và các bạn có ở phía sau. Ok, cho nên khi mà các bạn nhìn đó, bạn đưa lên một cái chữ rất là hay, chúng ta hãy coi lại cái chữ door. Ok, khi mà các bạn nhìn cái chữ door thì các bạn sẽ thấy ở trong đó họ viết cái cách phiên âm như thế nào, chúng ta thử đi. Nãy giờ chúng ta học nhiều quá rồi, bây giờ chúng ta nhìn vào cái trong từ điển thử coi là cái chữ door nó viết như thế nào. Door. Ok, nó có hai cách viết ở trong đó. Đúng rồi. Các bạn còn nhớ hồi nãy Hà Cát nói cái âm or ngày xưa họ viết như thế nào không?
cái âm o à, ngày xưa họ viết như thế nào? Họ đúng rồi, họ dùng cái long o and o à. Bây giờ các bạn thấy sẽ thấy một số chữ ở trong từ điển họ sẽ viết rất là rõ ràng cũng giống như vậy, tại vì họ họ nhìn cho giống như là để khỏi có một số các bạn lầm lẫn đó, là đôi khi chúng ta quen với cái cách viết ngày xưa, thành ra họ viết cả hai cái cách lên cho các bạn ở trong này. Thì các bạn đã thấy ngay là o và o nó đều là giống nhau hết. Rồi, ở trong này tạm chúng ta qua được cái phần này chứ các bạn. Hình như chúng ta tiếp tục tới consonant phải không? Hết chưa? Phần 3 hết chưa? Để các vô đây coi cho chắc chắn. Các cái đó là các thành ra let's see this. ESL. Các coi nó hết chưa? Hết rồi. Trời ơi, mừng quá. Ok. Mệt lắm rồi phải không? Ổi chưa? Phần 3, ok, kể như phần 3 xong hết rồi. Rồi chúng ta đợi cái phần final consonant sound. Cái phần này nó hơi có nhiều cái điều mà chúng ta cần phải nói các bạn ha, thành ra chúng ta sẽ để lần tới. Nhớ một chữ đủ rồi bạn, dù vậy thôi được rồi, một chữ thôi. Càng nhớ nhiều càng càng mệt. Bây giờ cứ đại khái một chữ này thôi. Rồi khi về sau này đó, bạn thấy bất cứ một cái trường hợp nào mà nó có âm o ở trong đó, bạn có thể đọc được. Ok. Có nói trong tiếng Anh nhiều khi chúng ta chỉ cần hoặc các đưa lên cho các bạn đó, ý của hoặc các là các bạn có sẽ thấy một số từ nó sẽ có những cái nguyên âm và nó sẽ có cái âm o ở phía sau. Khi mà chúng ta nói tới all controlled, các vowel sound mà trong all controlled đó, thì thường thường hả các chị nói tới âm air, âm ear, âm or và âm er. Nhưng mà ở trong này các bạn thấy hả các đã đưa lên rất là nhiều các âm khác để cho các muốn các bạn thấy rằng có những cái nguyên âm khác nó vẫn có âm o ở phía sau nữa, chứ không phải là không. Ok, cứ tự mình tra từ điển đấy các bạn. Bây giờ là tới cái lúc mà các bạn đã có thể nắm vững được một số phiên âm rồi. Các bạn cứ tự nhiên tra từ điển đi. Hà Cát đã nói với các bạn rồi. Lý do tại sao ở trong ESL, Hà Cát và FUC và cô HK muốn giúp các bạn để các bạn có thể nắm vững được các phần phiên âm là tại sao? Là tại vì không cần các bạn phải vào trong này và hỏi là Hà Cát ơi, cái chữ này đọc như thế này, chữ kia đọc như kia có được không? Các bạn đã biết rồi. Bây giờ còn bất cứ một cái gì mà các bạn thắc mắc đó, bất cứ một cái chữ nào thắc mắc, các bạn cứ chạy vào từ điển, tự mình làm chủ mình thử đi, có được hay không? Cô ơi cho em hỏi air và ah nó có giống nhau hay không? Khi mà bạn viết lên đó thì bạn đã thấy nó đã có cái sự khác biệt rồi phải không các bạn? Ok, khi mà viết lên thì mình đã thấy nó khác biệt rồi. Và khi mà chúng ta đọc hai cái chữ này thì các bạn sẽ thấy một là care, một là car. Thì các bạn có nghe được cái sự khác biệt không? Care là âm air, là âm car. Cô ơi âm ire hay sao ấy? I long I and then fire, một chữ thôi là hiểu được rồi. Hiểu không? Một chữ thôi. Fire. Ok, tôi nhận ra được cái chữ i ở trong đó rồi. Cái chữ tie nó không có r ở trong đó. Âm air, cái miệng mình mở lớn hơn một chút xíu, và cái chữ air nó nhỏ hơn một chút xíu, như là cherry. Hi cherry. Mary. Nó phải là Mary. Hi Mary. 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 Trước giờ cứ đọc mà không hiểu vì cứ nghe rồi nhảy lại, hôm nay ngộ đạo. Ok, ngộ là tốt rồi. Ok, không có gì bạn. Bạn nào đi ngủ thì cứ đi ngủ đi ha. Hà Cát nói Hà Cát có dành thêm một ít giờ cho các bạn, những bạn nào có thắc mắc. Rồi bây giờ kể như là chúng ta đã xong cái phần 3 của khóa luyện âm, Hà Cát sẽ không có nói gì thêm về khóa luyện âm nữa.
Bây giờ để trả lời cho các bạn một số chữ hay là một số thắc mắc hay là gì 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 đó, để cho các bạn, Khanh hỏi là cô ơi, em thấy để miệng chữ O mà đọc chữ A thấy giống cô đọc hơn. Sao con đường miếng sao nó đọc ra được rồi. Father. Ok, hôm qua Hà Cát có trả lời cho một bạn. Hôm qua Hà Cát nói với các bạn vào trong four star đúng không các bạn? Fourstar.com. Và các bạn tập đọc ở trong đây. Thì có một bạn nói với Hà Cát đó là tại sao ở trong này người ta đọc cái short ấy sao nó giống như là âm A. Dạ, họ cả có nói với các bạn rồi. Astor4.com. Ok, thank you. Thì khi mà các bạn hỏi Hà Cát đó là tại sao ở trong đó người ta đọc âm A, ở Khanh hỏi đúng rồi. Thì Hà Cát có nhắc với các bạn rồi là những cái vấn đề mà khi mà họ đưa lên đó. Cái âm short A rõ ràng khi mà chúng ta đọc trong cái chữ như là am, can, chúng ta nghe rõ ràng đó là âm E sound, chứ nó không phải là âm A. Tại vì khi mà chúng ta đọc âm A thì chúng ta phải đọc là A, an, can, I can. Anh chúng ta không đọc là an, mà chúng ta là E, an, I can. Ok, bởi vậy cho nên tại sao khi mà các em nhỏ đó, ok, ở trong cái website đó các bạn nghe thấy các em đọc short A, các em đọc như vậy. Mà khi mà các em đọc những cái chữ như là am hay là cái chữ can, các em vẫn đọc chuẩn âm là e mà không có đọc ra là an. Lý do là trong tiếng Anh người ta không có âm a giống như trong tiếng Việt. Khi mà các bạn đi bác sĩ đó, ở bên Việt Nam có thể là người bác sĩ họ sẽ nói là ok, bây giờ bạn mở miệng ra nói lớn a cho tôi coi thử coi là trong cái cổ họng của bạn có bị infection gì hay không. A. Nhưng mà khi mà các bạn đi bác sĩ Mỹ đó, các bạn nói open cho mình say o, thì cái người đó o chứ không ai a hết. Ok. Vậy vậy cho nên các bạn sẽ thấy người ta đọc là o, Mỹ là o, open cho mình say o chứ không ai say a hết. Tại vì trong tiếng Anh không có âm a. Người Mỹ họ không có đọc được âm a. Các bạn nói mà họ mở miệng ra đọc a, họ rất là khó. Ok. Vậy thì họ nó ha mà không à há. Thấy thấy rõ cái sự khác biệt không? Khi mà Hà Cát nói là các bạn, Hà Cát muốn các bạn nói ra những cái aha moment, aha, mà không là à há, không có mở miệng lớn ra mà a như vậy được, thành ra cái âm nó limited ở trong cái tiếng của họ, là họ không có chữ a giống như chữ a của Việt Nam của mình. Ok, bởi vậy cho nên các em tuy là đọc nhưng mà các em vẫn khi mà bỏ vào trong âm, các em vẫn đầu nó là âm a, như là am hay là an. Right, còn L controlled. Hà Cát chưa nói tới L controlled, fly to the sky. Ok. Bạn hỏi đi. Hồi nãy có một bạn nào đó nói là muốn gọi vào để mà chia sẻ một cái vấn đề gì đó. Bạn còn đấy không? Tại vì hồi nãy Hà Cát biết là bạn sợ quá, bạn nói thôi run quá không dám vào, không dám gọi nữa. Nhưng mà bây giờ kể như là cái phần đó xong hết rồi. CQS để lần sau bạn ha, là tại vì Hà Cát nói là Hà Cát sẽ không có nói gì, chia sẻ thêm gì vấn đề luyện âm để cho một số các bạn đi ngủ. Lần sau Hà Cát sẽ nói về ba cái âm đó. Tại vì Hà Cát biết là một số các bạn ở trong đây đang là rất là mệt rồi và cần phải đi ngủ, thì Hà Cát sẽ ngưng ngay ở chỗ này. Hà Cát chỉ trả lời thắc mắc một số bạn thôi. Âm ear và âm eye. Ok, ear. Chúng ta có những chữ như là fear. Ok, ear là fear, ear, queer, mere. Còn I, are là ire. Ok, bạn hãy coi hai cái chữ này ha, thì bạn sẽ phân biệt được nè. Fear, fire. Fear, fire. Các bạn thấy rõ không? Fear, fire, very good, okay. Mốt các bạn Việt Nam có tiền thành lập quỹ từ thiện Hà Cát giúp đỡ các em bé nghèo nhé.
Vấn đề tiền bạc là các không thích nói ở trong này. Ok. Các nghĩ rằng các bạn nên tự mình làm việc thiện thì các bạn cũng đã biết rồi, khỏi cần phải ESL instructor viết chữ màu mè quá. Trời ơi. Sao mà khó tánh vậy AQRS. Màu mè thì không không muốn muốn nhắc nhở người khác Hello cô Đà Lạt. Ok các bạn cứ đi ngủ đi ha. Hà Cát nói Hà Cát sẽ dùng cái giờ này để trả lời một số cái vấn đề về liên quan về tiếng Anh. Có các bạn khác, các bạn nào mà ghi âm đó thì kể thôi ngưng đừng ghi âm nữa nha. Cô ơi, trong tiếng Anh cùng một từ nhưng mình đọc khác nhau, là nghĩa khác nhau phải không? Đúng rồi bạn. Cái vấn đề đó người ta kêu là homograph. Homograph, cũng từ một từ khác nhau. Đọc khác nhau là nghĩa khác nhau. Ok, nó có một vài vấn đề ở trong những cái chuyện như thế này. Khi mà nói tới homograph, nó bao gồm một số các từ. Để Hà có đưa lên một số ví dụ cho bạn coi ha. Cùng một từ. Ví dụ như bây giờ bạn đưa cái chữ mình đọc khác nhau. Ok, ví dụ chữ này đi ha, mình đọc khác nhau ha. Chữ này đi. Record, ok, hoặc là record. Record là khi mà bạn muốn dùng cái chữ này, nó là một cái động từ. I want to record your lesson. Ok, tôi muốn ghi âm lại. Ok, I have a record. I have the record of that student. I have the student's record. Nó có thể là cái hồ sơ của một cái học sinh nào đó. Record cũng có nghĩa là một cái dĩa hát mà ngày xưa đó. Ok, cái chữ bạn đưa lên cũng rất là đúng. Ok, cái chữ lead. Ok, I want to lead the group. Thì khi mà bạn đọc as a verb, bạn muốn đọc cái chữ đó là mình muốn dẫn đầu một cái nhóm. Ok, I want to lead. Tôi muốn dẫn đầu một cái nhóm nào đó. Hoặc là bạn nói cái chữ led. Khi mà bạn đọc cũng cái chữ đó, nhưng mà chúng ta đọc led, thì nó lại có nghĩa là, hình như led là tiếng Việt Nam dịch là sắt phải không các bạn? Chì, ok, I'm sorry. Ok, nó thì led nó là chì. Cho nên rất là nhiều chữ trong tiếng Anh. Chúng ta sẽ gặp phải cái phần này. Đúng rồi, cái chữ read, bạn nói rất là đúng. Cái chữ read khi mà hiện tại đó chúng ta đọc là to read. Ví dụ như là I want to read something hay là I am reading, thì đó có nghĩa là nó đang là trong cái present tense. Khi mà nói về văn phạm đó thì các bạn nên nói chuyện với cô Tiểu My, là vì cô Tiểu My là chuyên trị văn phạm, hoặc là sinner. Trong tiếng Việt của chúng ta đó thì chúng ta không có cái vấn đề mà thay đổi, chẳng hạn như là tôi ăn, ok, thì có thể là tôi ăn cơm, có thể là bạn đã ăn cơm hôm qua rồi, hay là bạn đang ăn cơm, hay là bạn sẽ ăn cơm. Giờ chúng ta rất là ít khi dùng cái chữ đã và sẽ và đang. Như là hôm qua ăn gì rồi, tôi ăn cơm, thì có nghĩa là hôm qua tôi ăn cơm, nghĩa là hôm qua tôi đã ăn cơm, có nghĩa là hôm qua ăn cái gì rồi. Thì cho nên chúng ta chỉ có dựa vào theo cái câu nói mà chúng ta biết được, là nói về thời gian, để chúng ta biết được là cái đó là cái sự đã xảy ra hay là đang xảy ra hay là sẽ xảy ra. Còn trong tiếng Anh thì người ta viết rất là rõ ràng to read, thì các bạn biết đây là cái vấn đề đang xảy ra. Còn read, khi mà chúng ta đọc nó sang âm short e sound, thì các bạn đã biết ngay read, I read the book. Thì các bạn, người ta không cần nói là yesterday, nhưng mà họ nói I read the book, có nghĩa là bạn đã biết là cái chuyện đó nó xong rồi, là tôi đã đọc xong nó rồi. Cho nên trong tiếng Anh về tiếng Việt nó khác nhau ở cái chỗ này. Và nó có rất rất là nhiều cái chữ present cũng vậy. Dragon Heart đưa lên cái chữ present. Cái chữ I want to present
to the class about my presentation hay gì đó. Thì có nghĩa là tôi muốn trình bày hay là tôi muốn giới thiệu hay gì đó cho các bạn present. Còn the present, present có thể là một cái I have a present for you. Tôi có một cái món quà cho bạn. Hay là the present tense có nghĩa là cái hiện tại bây giờ. Thành ra ở trong tiếng tiếng Anh nó có những cái chữ mà người ta gọi là homograph. Ok, một chữ. Homo trong đây có nghĩa là một. Còn graph trong này nó có nghĩa là cái chữ đó. Ok, a word. Thì có nghĩa là một chữ nhưng mà nó có thể là nhiều nghĩa khác nhau hoặc là nhiều cách đọc khác nhau. Chữ E nào mới được chứ fly to the sky. Nhớ là cái chữ E trong này bạn có hai chữ nha. Ok. Là verb, present. Nó là short I sound. Present. Bạn không đọc là present, mà đọc là present. Còn present, present, cái chữ dần đó thì đó là short sound. Không không có nhiều kem sô cô la không có nhiều những cái chỗ homograph hình như Hà Cát không có cái tài liệu đó đâu đâu đó 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 hình như Hà Cát có đưa lên chia sẻ với các bạn một lần rồi hiện tại bây giờ nếu mà đi tìm bài thì Hà Cát nhiều nhiều bài lắm tại vì Hà Cát đang là soạn các bài cho cái vấn đề các bạn luyện tập âm sau khi cái khóa luyện âm cho nên đó là cái điều Hà Cát đang là soạn hiện tại bây giờ có nghĩa là sau khi chúng ta học khóa luyện âm rồi đó là các bạn sẽ nói là ok các bạn muốn bắt đầu tập đọc muốn bắt đầu học Anh văn thì nhớ là đây là những bạn đang muốn học Anh văn và căn bản ngay từ đầu cho nên các bạn sẽ nói là bây giờ mình phải học từ đâu đây thì đó là cái điều mà Hà Cát đang soạn cho các bạn bây giờ có nghĩa là các bạn cần phải học vào các bạn sẽ nói là ok mình sẽ học vocabulary từ cái chỗ nào các bạn tập đọc từ cái chỗ nào các bạn muốn học về reading comprehension từ cái chỗ nào và đó là những cái bài mà Hà Cát hiện tại bây giờ đang soạn cho các bạn cho nên khi mà chúng ta xong cái phần mà luyện âm rồi đó thì Hà Cát sẽ bắt đầu giúp cho các bạn về cái vấn đề tập đọc và bắt đầu từ tìm hiểu các bạn ha có nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu nhưng mà lúc đó chẳng hạn như chúng ta gặp một cái chữ mới thì các bạn sẽ không còn nói à Hà Cát ơi Hà Cát đọc chữ này thế nào nữa Hà Cát nói look it up ok cho nên Hà Cát sẽ đưa ra cho các bạn những cái chữ những cái bài trước và Hà Cát sẽ nói define define có nghĩa là các bạn hãy đi vào trong đó và các bạn tìm cái nghĩa của những cái chữ đó và cái cách phiên âm của những cái chữ đó cho nên khi mà vào trong lớp bắt đầu đọc đó thì các bạn sẽ thấy là mình từ từ mình sẽ đọc rất là lưu loát hơn mỗi một ngày mình sẽ thấy là mình lưu loát hơn một chút xíu để nhớ là khi mà chúng ta học đọc đó thì chúng ta sẽ đọc fluency và chúng ta sẽ học comprehension hồi đó các có nói với các bạn về vấn đề này rồi thì nếu mà chúng ta không có được cái vấn đề này thì các bạn sẽ thấy là những cái bài mà các instructor đưa lên mà nó rất là khó đó các bạn đọc mà các bạn cứ phải khổ sở gồng mình lên đọc từng chữ chứ một là tại vì nó không có đúng cái level của mình. Ok, cái gì cũng vậy hết, chúng ta phải build nó lên từ từ, chúng ta bắt buộc phải có cái sự xây dựng nó lên. Cái căn bản đầu tiên, cái foundation là cái khóa luyện âm. Xong cái khóa luyện âm rồi chúng ta bắt đầu từ từ xây lên căn nhà. Còn nếu mà các bạn không có cái sự mà căn bản từ đầu đó, bây giờ bất cứ một cái bài nào của bất cứ một instructor nào đưa lên thảy lên các bạn sẽ thấy là mình bị frustrated. Mình sẽ bị rất là mệt mỏi tại vì mình không có đọc được những cái chữ này. Và mình không có cách nào mà đọc được mà tạo được cái vấn đề mà đọc lưu loát và có thể hiểu được là tại vì nó không đúng cái level của mình. Mình phải có cái sự đi từ từ nấc thang 1 cho tới nấc thang 2, nấc thang 3, nấc thang 4. Khóa luyện âm học trong bao lâu thì Hà Cát không biết kem nhưng mà nó rất có 8 phần. Hà Cát chia cái bài của năm nay ra làm 8 phần. Đáng lẽ ra ngày hôm nay chúng ta phải xong phần thứ 4 nhưng mà các bạn thấy chúng ta mới xong phần thứ 3 thôi cho nên chúng ta hơi trễ ra một chút xíu bao lâu thì cái đó là tùy các bạn học lẹ hay là không lẹ ok mới có 3 phần đã chật vật rồi phải không đúng rồi các bạn nói rất là đúng càng học lên cao đó thì cái sự resistance của các bạn nó càng mạnh là tại vì các bạn sẽ nói là từ trước tới bây giờ tôi chưa có nghe cái vấn đề này thành ra nó hơi khó tiêu một chút xíu
Nhất là khi mà Hakka đưa lên những cái khi mà Hakka nói về cái ending sound các bạn ha, và Hakka nói về cái vấn đề mà released and unreleased sound ở trong tiếng Anh, thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ bắt đầu nói là từ trước tới bây giờ là khi mà học Anh văn đó, tất cả mọi người đều nói với các bạn là phải phát âm các ending sound ra. Và tại sao tới bây giờ Hà Cát nó nói là ok, mình có thể ngưng lại ở cái chỗ nào đó. Thì các bạn sẽ thấy là những cái điều mà các bạn học từ trước đó, tới bây giờ nó sẽ bắt đầu nó đánh lộn với những cái điều mà Hà Cát sẽ nói. Thành ra cái resistance của các bạn nó sẽ lên rất là cao. Và từ đó các bạn sẽ thấy nếu mà chúng ta càng quên đi bao nhiêu cái điều mà các bạn học từ trước đó, tới bây giờ thì các bạn sẽ dễ dàng hơn để mà học được những cái điều này. Alright, hợp tác xong rồi ha. Có bạn nào ở trong này muốn lên nói chuyện với các bạn không? Sister là có rảnh muốn lên xí soạn với các bạn hay không? Hay là có gấu hay là có ai hay gì đó. Em đi học không đọc ending sound toàn bị ăn chửi. Nó là như thế này nè, Dragon Heart. Ok, để Hà Cát nói với bạn một điều ha. I don't want to write the word. Ok, đại khái như vậy đi. Ok. Khi bạn nghe đó, khi mà bạn muốn đọc hết tất cả cái ending sound, I don't want to write the word. Nó mệt lắm. Phải không? I don't want to write the word. I don't want to write the word. Đấy. Cho nên khi mà các bạn sẽ thấy hạ các không phát ra tất cả mọi cái ending sound. I don't want to write the word. Nhưng mà khi hạ các nói ra các bạn nghe chẳng hiểu. I don't want to write the word. Không chịu là tại vì nếu như vậy đó thì thầy có thể đi ra ngoài và thầy cứ việc nói I don't want to write the word, thầy cứ việc nói nhưng mà không thấy người Mỹ nào nói vậy hết á. Ok, hoặc là bạn nói là I can't do it, I can't do it, I can't do it, I can't do it, chứ không có nói I can't do it. Cho nên Hà Cát nói những cái điều mà Hà Cát chia sẻ với các bạn đó nó hơi khác với các giảng viên ở bên Việt Nam họ họ chia sẻ với các bạn. Đó là Hà Cát chưa đủ trình độ để viết đâu. ABC Hà Cát cảm ơn bạn là bạn có nghĩ rằng Hà Cát có thể viết được, nhưng mà Hà Cát chưa đủ trình độ cái điều mà Hà Cát đang nghiên cứu bây giờ đó. Hà Cát phải cùng làm với một nhà ngôn ngữ học ở bên Việt Nam, là khi mà viết ra những cái sự khác biệt của tiếng Việt cho những người mà hiện tại bên Việt Nam đang nói và tiếng Việt của nước ngoài, gọi là tiếng Việt hải ngoại đó. Hà Cát cũng đang đang làm cái vấn đề đó. Một số cái điều mà Hà Cát đang làm là làm sao nghiên cứu cái cách để mà dạy tiếng Anh cho người Việt. Cái đây cũng là một cái điều Hà Cát đang làm. Cái tài liệu mà người ta có hiện tại bây giờ là từ 1986. 1986 là hồi đó là một số các nhà ngôn ngữ học họ ngồi lại và họ viết lên cái tài liệu đó để giúp nói tiếng Anh cho người Việt. Và theo cái bản đó hình như hồi năm ngoái năm trước gì đó Hà Cát có đưa lên cho các bạn coi rồi đó, thì các bạn thấy là từ trong đó Hà Cát phân tích ra cho các bạn thấy là trong đó nó thiếu sót rất là nhiều, và cái bài của Hà Cát mà viết ra đó thì nó sẽ bổ túc bổ sung thêm cho cái bài viết từ năm 1986 của các nhà ngôn ngữ học. Tại khi đó không có nhiều người họ học về ngành linguistics và họ chưa có nghiên cứu kỹ về các âm trong tiếng Việt, thành ra họ đưa lên một số cái căn bản sơ sơ thôi. Và cái điều này là một trong những cái điều mà Hà Cát đang là thu thập tài liệu để mà Hà Cát viết để mà bổ sung thêm cho cái bài đó. Cô có thể phân biệt hai từ này, tại sao đọc phiên âm
đọc phiên âm lại nhau là sao bạn? Hình như bạn thiếu cái chữ gì, từ cái đằng trước cái chữ lại phải không? Đọc phiên âm lại khác hay là giống, tại vì lại nhau thì nó không có nghĩa gì hết đó. Tại sao đọc phiên âm lại nhau? Khác nhau, tại sao nó phiên âm khác nhau? Ok, điều thứ nhất PLOW. PLOW. Ok. Điều thứ nhất nó khác là cái âm P và cái âm B ở phía đầu. Thì có biết là bạn không hỏi hay các cái chữ đó đâu phải không? Ok. Bạn muốn hỏi là tại sao cái chữ plow nó lại khác với cái chữ blow. Đúng không? Tại sao nó là ở đập ở dưới? Mà một chữ thì nó đọc là plow và một chữ nó đọc là blow. Ok. Cái chữ, cái cách viết đó, cái cách viết nhà ca có nói với các bạn rồi. Âm ao được đọc bằng hai cách, đó là OU and OW. Ok. Nhưng mà OW nó cũng có cách đọc khác nữa. Ok, đây là cái chữ viết. Cái chữ viết nó có thể đọc là âm ao hoặc là nó có thể đọc được là âm ơ. Giống chữ now và chữ no. Ok. Cho nên ý Hà Cát nói với các bạn. Ok. Là ở trong tiếng Anh nó không phải là trong tiếng Việt. Là trong tiếng Việt đó, chúng ta chỉ có một cái syllable thôi. Ok, monosyllabic. Đây là cái vấn đề Hà Cát muốn đem chia sẻ với các bạn. Các bạn sẽ có thể giải thích được. Trong tiếng Việt Nam, mỗi một chữ, mỗi một tiếng nó chỉ có một cái âm tiết mà thôi. One syllable. Một cái syllable thôi. Ok. Nhưng mà trong một cái syllable của chúng ta, các bạn nghe kỹ nha. Trong một cái syllable của chúng ta nó cũng đã có rắc rối. Ok. Cái điều thứ nhất Hà Cát nói với các bạn là cái chữ câu và cái chữ cao là một syllable thôi, là khi nào chúng ta phải đọc âm A dài và khi nào chúng ta phải đọc âm A ngắn. Thêm cái này nữa, nó là vấn đề mà chúng ta cần nghĩ tới nè các bạn. Ok. Âm an ở trong tiếng Việt, ví dụ như các bạn nói cán đáng, âm an ở trong tiếng Việt, hay là âm ăn ở trong tiếng Việt. Ok, ăn. Ví dụ như là căng thẳng. Khi mà các bạn đọc hai cái âm này đó, an hay là ăn hay là ân. Ok, ân. Thưa vâng. Xin vâng. Các bạn sẽ thấy cái miệng của mình mở ra. Thì âm ng nằm phía sau. Chúng ta cứ nghĩ là âm ng là phải đọc như vậy, an, ăn và ân. Nhưng mà nó không phải như vậy. Nếu mà các bạn đọc cái chữ ông, các bạn không mở miệng ra mà các bạn ngậm cái miệng lại và ngậm hơi lại. Đúng không? Ông hay là con ông. Tại sao âm ng trong tiếng Việt Nam lại có cái vấn đề này? Rõ ràng là âm ng. Mà tại sao khi mà trong cái chữ an, chữ ăn và chữ ân chúng ta mở miệng mà trong những cái chữ như là ông hay là chữ ông chúng ta lại ngậm miệng? Cho nên một cái syllable thôi nó cũng đã rắc rối như vậy rồi. Thì trong tiếng Anh khi mà chúng ta nói tới OW, cái chữ viết này, thì các bạn sẽ thấy là cái OW nó có thể đứng được cho hai âm. Cũng giống như trong tiếng Việt Nam chúng ta nói âm NG nó cũng sẽ đứng được cho hai cách. Một là cách mở miệng và một cách đóng ngậm cái miệng lại. Thì cái âm out, OW nó có thể đứng cho âm out hoặc là nó có thể đứng cho cái âm O. Có khác gì đâu các bạn. Nó đâu có gì là khó đâu. Phải không? Cho nên nếu mà chúng ta thấy là một số các chữ viết nó sẽ là OW mà chúng ta sẽ đọc là O, như trong cái chữ như là no, snow hay là blow, đại khái như vậy. Nhưng mà OW cũng có thể là khi chúng ta đọc là ao trong những cái chữ như là how hay là cow hay là
À, còn chữ nào nữa? Town, đại khái như vậy. Nó đâu có gì là khó đâu. Nó cũng không hẳn là phải học thuộc, nhưng mà tại vì khi mà chúng ta đã viết qua một chữ rồi đó các bạn, thì các bạn sẽ thấy, thì cái nói đưa lên cái pattern cho các bạn là như vậy, là một cái pattern các bạn sẽ thuộc cái pattern đó rồi đó, thì các bạn sẽ thấy à ok, mình sẽ biết rồi. Chẳng hạn như các bạn đưa cái chữ ao lên ha, hoặc các bạn cái chữ ao này, khi mà đưa lên cái ao, hoặc các không có viết một mình nó, nếu mà hoặc các viết một mình cái chữ đó, hoặc các sẽ viết như thế này là own, một mình nó. Còn khi mà họ có cho cái gạch ở phía trước đó các bạn, rồi họ có mới viết cái chữ lên, thì đó nó nằm trong cái word family. Cái word family thì ví dụ các bạn sẽ thấy những cái chữ như là down, town, thì các bạn sẽ thấy nó là à ok, hình như là nó có cái pattern nào đó đâu đâu đây nè, phải không? Brown thì có những cái chữ mà nó đứng trước, ta sẽ làm cái chữ đó nó sẽ là ao sao vậy thôi. Cho nên trong tiếng Anh nó có những cái pattern, mình không có tất cả mọi chữ nó không có dễ dàng như vậy đâu, nhưng mà nó có một cái pattern và nó có giải thích cho kể như là phần nhiều những cái chữ chúng ta hay dùng. Còn những cái chữ mà nó khó đó thì chúng ta bắt buộc phải tra từ điển, nhưng mà chúng ta đã học phiên âm rồi thì chúng ta tra từ điển chúng ta vẫn có thể đọc được, phải không? Cho nên nắm vững được cái phần phiên âm có nghĩa là chúng ta đọc được tất cả mọi chữ trong tiếng Anh. Good. Alright. Tại sao trong tiếng Anh chúng ta lại phải khó khăn như vậy các bạn? Tại sao chúng ta phải có nhiều chữ mà nó có nhiều cái cách như thế này? Thứ nhất là bạn học pattern, các em nhỏ đó bạn. Các em nhỏ thì phải học theo pattern. Tại vì khi mà cái pattern có nghĩa là chúng ta đã nắm vững được kể như là nói là 80-90% tất cả mọi chữ đi. Thì còn cái phần tra từ điển là chúng ta gặp những cái chữ mới, những cái chữ lạ thôi, thì chúng ta mới tra từ điển. Hiểu không? Đúng rồi, tiếng Việt rất là khó. Ok. Rồi, hồi nãy Hà Cá hỏi với các bạn, các bạn có biết tại sao trong tiếng Anh mà nó có nhiều cách đọc như vậy hay không? Chẳng hạn ví dụ như chúng ta thấy hai cái chữ ch trong tiếng Anh chẳng hạn, ch chúng ta có thể đọc ra nhiều cách. Ví dụ như chúng ta đọc cái chữ church, nó là âm ch, ok, nhưng mà ví dụ như chúng ta đọc cái chữ echo thì nó là âm k, nhưng mà đọc cái chữ crochet thì nó là âm sh, là âm sh, crochet. Tại sao nó có tới ba cái cách phiên âm cho một cái cách viết như vậy? Đúng rồi, tiếng Anh là tiếng vay mượn, nó có rất là nhiều các thứ tiếng khác. Những cái chữ như là ch trong cái chữ church, các bạn thấy âm ch thì các bạn sẽ thấy những cái chữ này nguồn gốc của nó là ở English, có nghĩa là từ cái tiếng Mỹ mà bắt đầu ra. Còn những cái chữ mà các bạn thấy như là chemical hay character hay là echo thì các bạn sẽ thấy đó là nguồn gốc của tiếng Latin, là từ tiếng tiếng Pháp mà ra. Còn những chữ nào crochet thì các bạn sẽ thấy đây là một trong những cái tiếng vay mượn rõ ràng ở trong tiếng Pháp ra. Ok, cho nên những cái tiếng tiếng Pháp nó cũng vậy. Tiếng Pháp nó bắt nguồn từ từ gốc tiếng Latin. Cho nên khi mà những cái tiếng Latin khi mà âm ch trong tiếng Anh, trong tiếng Pháp cũng vậy, nó cũng có thể những cái chữ mà các bạn sẽ đọc nó là âm âm k, sound giống như là trong cái chữ care hay là chemical. Cho nên nhìn vào một cái chữ và cái cách đọc thì thường thường chỉ như là họ các có thể nhìn và họ các có thể phân tích được là cái chữ này nguồn gốc nó từ đâu ra, và nó dễ dàng có thể mình có thể nhận được. Nhưng mà đối với các bạn mới học Anh văn thì các bạn không nên đi đi sâu như vậy, có nghĩa là nó sẽ làm cho mình bị nhức đầu khi mà phân tích về ngôn ngữ đó, nó rất là khó. Anyway, cho nên cái gì đó cũng có cái sự giải thích được hết các bạn ha. Dạ, chứ đừng có nghĩ là ồ, tiếng Anh là một cái tiếng tùm lum hết, không ai giải thích được, nói giải thích được. Tại vì chúng ta chưa có học tới đó thôi. Trên thế giới tiếng nước nào là khó nhất? Có cái tiếng nước nào mà bạn chưa nói được thì cái tiếng nước đó nó sẽ là khó đối với bạn. Nhưng mà nó không khó đối với cái người mà họ nói cái tiếng đó từ khi họ sinh ra. Hiểu không? Ok, bất cứ cái tiếng nào mà mình chưa có nói được đó các bạn, chưa học đó, nó đều khó hết. Ok, còn mình sinh ra ở cái nước nào thì cái nước đó là mình sẽ nói à cái tiếng nước này dễ nhất.
Alright, rồi ha các, cảm ơn các bạn ha ha các, xin phép được nghỉ bây giờ các, khuya quá rồi. Còn bạn nào lên thì lên ha, còn nếu không thì ha các sẽ mở trivia cho các biết là gấu hoặc là sis Đà Lạt có ai lên không. Sis Đà Lạt có lên không thì ha các, mời sis lên, còn nếu không các sẽ mở trivia. Ok, vậy hả các, cảm ơn sẽ rất là nhiều. Hả các, chào các bạn ha. Và các sẽ gặp lại các bạn tuần tới 10 giờ thứ bảy. Rồi, right, good night.